Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 103. Nghe thấy lão giả áo bào xa hoa nói vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức nheo lại. Người bảo vệ liên minh. Kẻ thù. Trước đây, thế lực này ép hắn đi, bây giờ lại liên kết với tinh vực thiên ma đánh đế nữ, làm cho đế nữ rơi vào đường cùng, vậy dĩ nhiên bọn họ là kẻ thù của hắn. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không kích động, bây giờ hắn cũng không chỉ có một người, phía sau hắn có rất nhiều người. Nếu hắn nhất thời kích động sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Thính Vũ trước mặt hắn. Trước đó Thính Vũ cô nương nói ba vị này mất đồ ở chỗ của ta, sao ta nghe câu này lại cảm thấy không rõ vậy? Thính Vũ nhìn Dương Diệp, lúc này, trên mặt nàng đã không còn tươi cười nữa. Nàng nhìn Dương Diệp vài hơi thở, nàng nói. Dưỡng Minh Chủ, ta cảm thấy cắt ngang lời người khác nói chuyện là một chuyện rất bất lịch sự, người cảm thấy thế nào? Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Thính Vũ lại nói. Còn nữa, con người của ta rất không thích người khác ngắt lời ta, không nên có lần sau, được không? Dương Diệp liếc nhìn Thính Vũ, sau đó cười nói. Trước đó ngắt lời Thính Vũ cô nương nói là ta không đúng, ta ở đây xin lỗi Thính Vũ cô nương. Thần sắc Thính Vũ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia khinh miệt, tuy nhiên chỉ thoáng cái đã biến mất. Nàng khẽ nói, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Ba vị bằng hữu này của ta đấu giá một món vật phẩm ở thương hội chúng ta, nhưng không ngờ sau khi ra khỏi thương hội, vật phẩm này đã bị người ta đánh cắp. Theo tin tức ta nhận được, người đánh cắp vật phẩm này đã cùng Dương Công Tử tiến vào Tiên Vân Lâu. Nói đến đây, khóe miệng nàng cong lên. Dương Công Tử! Ta biết ngươi cũng không biết người kia trộm đồ của ba vị bằng hữu này của ta, cho nên, Dương Công Tử chỉ cần giao cho người kia cho ba vị bằng hữu này của ta là được. Đương nhiên, nếu như đồ của đối phương, không cẩn thận, rơi vào trong tay của Dương Công Tử, vẫn mong Dương Công Tử trả vật về nguyên chủ, ra khỏi cửa có thêm một người bạn dù sao cũng tốt hơn có thêm một kẻ địch, công tử thấy có đúng không? Nói đúng vô cùng. Dương Diệp khẽ gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Thính Vũ tươi cười. Thầm nghĩ Dương Diệp rất thức thời. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại nói. Chẳng qua, Thính Vũ cô nương, có phải cô nương đã nhầm hay không? Ta vẫn luôn ở trong gian phòng tu luyện, căn bản chưa từng ra ngoài, cô nương nói người trộm đồ gì đó, ta thật sự không quen, cũng không biết. Nói đùa à, đồ đã đến tay, sao hắn có thể giao ra được? Hơn nữa, đây là đồ của người bảo vệ liên minh, vậy lại càng không thể giao ra. Bởi vì đối phương mua thứ này, có thể là để đối phó với đế nữ. Nếu như để cho hắn biết người bảo vệ liên minh ở đây, đồng thời mua loại vật này, cho dù Yến Tam không trộm, hắn cũng muốn ra tay. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nụ cười trên mặt Thính Vũ cứng đờ. Nhưng rất nhanh, vẻ tươi cười trên khóe miệng nàng đã có hơi lạnh. Vẻ mặt ba lão già bên cạnh nàng càng trầm xuống, trong mắt đã xuất hiện sát ý, còn hoàn toàn không che giấu. Tay phải của Thính Vũ nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn chứa đồ trên tay trái, thờ ơ nói. Dương Công Tử, Đại Lục Minh Ngục đã từng là một thế giới trung bình, nhưng đã bị phong ấn vạn năm, ngay cả một bán thần cũng không thể có. Mà Thiên Hà Đại Lục, cho dù bán thần cũng không phải quá nhiều, nhưng vẫn có một ít. Cho nên, Dương Công Tử thật sự xác định ngươi không gặp hắn chứ? Uy hiếp! Nghe thấy Thính Vũ nói vậy, sắc mặt Dạ Lưu Vân trầm xuống. Ngón tay ngọc của nàng thoáng động, đang muốn thông báo cho đám người phần thương viêm tu luyện bên trong, tuy nhiên lại bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp nhìn Thính Vũ, cười nói. Thính Vũ cô nương, câu nói này của cô nương, ta lại không thích nghe. Phải vậy không? Thính Vũ khẽ nói. Đối với Dương Công Tử mà nói, ta nói vậy là lời hay, tuy nhiên ta cũng hiểu, dù sao lời thật thì khó nghe. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Nói rất đúng. Vậy ta cũng cho Thính Vũ cô nương một câu nói hay, chuyện vớ vẩn vẫn nên bớt can thiệp vào thì tốt hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, hai mắt Thính Vũ lập tức hơi nheo lại. Lúc này, lão giả áo bào xa hoa bên cạnh Thính Vũ đột nhiên nói. Thính Vũ cô nương đã giúp chúng ta tìm được người, chuyện này cứ để bản thân chúng ta tới giải quyết, không làm phiền cô nương nữa. Thính Vũ lắc đầu, nói. Cố lão! Ngày hôm nay Dạ Thính Vũ ta nhất định phải quản chuyện này. Nói xong, nàng nhìn về phái Dương Diệp, nói. Dương Công Tử, mặc dù Dạ Thính Vũ ta chỉ là một quản sự nho nhỏ của Thương hội Thiên Vân ở Tinh Không Chi Thành,
nhưng ở tinh không chi thành này, tất cả mọi người đều sẽ nể mặt ta một chút. Dương công tử, ta cuối cùng tặng ngươi một lời hay, làm người thì phải có chút năng lực quan sát, người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội thì nhất định phải mở to mắt ra nhìn cho rõ ràng. Nếu không, không chừng ngày nào đó sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Thính Vũ cô nương. Lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói. Ngươi có thể làm một quản sự tốt, chứng minh ngươi vẫn có năng lực, đúng, năng lực quan sát chắc cũng không tệ. Tuy nhiên, ta cũng tặng ngươi một câu nói hay, đó chính là chúng ta nhìn người, nhất định không thể dùng mắt chó coi thường người. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, bây giờ ngươi chính là đang dùng mắt chó coi thường người đấy. Dạ Thính Vũ quay đầu lại nhìn về phía Dạ Lưu Vân vài hơi thở, nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Thật hay cho một kẻ miệng lưỡi sắc bén, đánh cược đi, ta cá những lời vừa rồi của ngươi là câu nói sau cùng trong cuộc đời này. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Dạ Lưu Vân nhìn Dạ Thính Vũ rất lâu, sau đó nói. Ta cược. Được. Dạ Thính Vũ vừa dứt lời, trong phút chốc, sắc mặt nàng lập tức trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo, tay phải của nàng lật một cái và trực tiếp chộp tới Dạ Lưu Vân. Cùng lúc đó, một khí thế khủng khiếp trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Khí thế cường giả cảnh giới hư giả. Nhìn thấy khí thế này, trong lòng ba lão giả phía sau Dạ Thính Vũ đều kinh ngạc. Không ngờ Dạ Thính Vũ là hư giả. Phải biết rằng, Dạ Thính Vũ còn chưa tới 30 tuổi đâu. Trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được hư giả. Thiên phú như vậy. Dạ Thính Vũ bỗng nhiên ra tay, nhưng sắc mặt Dạ Lưu Vân vẫn không đổi. Rất nhanh, tay của Dạ Thính Vũ đã tới cách cổ họng Dạ Lưu Vân nửa tấc thì tay của nàng dừng lại. Sắc mặt ba lão già đại biến. Bởi vì lúc này, cổ họng của Dạ Thính Vũ bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay này tất nhiên là Dương Diệp. Dạ Thính Vũ nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nàng lại bị một đế giả dùng một chiêu khống chế. Cho dù nàng không đề phòng, nhưng nàng cũng là hư giả, Dương Diệp chẳng qua là đế giả thôi. Dương Diệp nắm lấy cổ họng của Dạ Thính Vũ và nhấc nàng tới trước mặt mình. Dương Diệp nhìn Dạ Thính Vũ ở cự ly gần, nói. Thính Vũ cô nương, ta cũng đánh cược với ngươi một lần, ta cá câu nói vừa rồi là câu nói cuối cùng của người trong đời này. Ngươi có dám đánh cược không? Dạ Thính Vũ nhìn chằm chằm Dương Diệp một lát, sau đó nói. Lần này ta ngược lại đúng là mắt quá vụng về. Dương Diệp mỉm cười, chẳng qua nụ cười này có chút dữ tợn. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên kéo ống tay áo hắn một cái. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn Dạ Lưu Vân, Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nhún vai, sau đó thả Dạ Thính Vũ ra và cười nói. Dạ cô nương, người mà ngươi nói, ta thật sự chưa từng thấy qua, cho nên vẫn mời cô nương trở về đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, khóe miệng cong lên, cười như có như không. Không phải bởi vì Dương Diệp thu tay lại, mà bởi vì Dương Diệp bằng lòng vì nàng mà thay đổi cách làm của mình, điều này chứng minh ở trong lòng Dương Diệp nàng đã có địa vị nhất định. Dạ Thính Vũ cẩn thận liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương công tử quả nhiên có thực lực tốt, không trách được có thể thống nhất đại lục Minh Ngục. Bình thường thôi. Dương Diệp khẽ nói. Dạ Thính Vũ đang muốn nói, lúc này, Dạ Lưu Vân nói. Thính Vũ cô nương, làm một người quản lý thì cho dù trong lòng chúng ta đang tức giận, nhưng nhất định phải duy trì suy nghĩ tỉnh táo, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể làm ra quyết định có lợi nhất đối với mình, nếu không kích động quyết định thì sẽ bị trừng phạt. Dạ Lưu Vân biết rất rõ ràng, Dạ Thính Vũ nhất định cho rằng Dương Diệp không dám đắc tội Thương hội Thiên Vân mới bỏ qua cho nàng. Sự thật là Dương Diệp căn bản không biết Thương hội Thiên Vân này có thực lực gì. Đương nhiên, cho dù biết, lấy tính cách điên cuồng của Dương Diệp, nếu thật sự chọc giận hắn, hắn sẽ không quan tâm người có thế lực gì đâu. Dạ Thính Vũ thản nhiên nhìn liếc mắt Dạ Lưu Vân, sau đó trực tiếp không để ý tới Dạ Lưu Vân, cuối cùng ánh mắt nhìn tới Dương Diệp. Dương công tử, chuyện hôm nay, Thính Vũ có phần không xuống được, có thể cho Thính Vũ một chút mặt mũi, giao người kia ra được không? Nghe được Dạ Thính Vũ nói vậy, Dạ Lưu Vân lắc đầu, sau đó tránh qua một bên. Sau khi Dạ Thính Vũ vừa dứt lời, Dương Diệp nhìn Dạ Thính Vũ, nói thẳng. Ta không muốn cho ngươi mặt mũi này. Dạ Thính Vũ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu và lùi lại mấy trượng. Lúc này, phía xa bỗng nhiên xuất hiện có ba khí tức. Ba khí tức càng lúc càng gần.
rất nhanh đã ba lão già mặc trường bào màu đen xuất hiện ở bên cạnh Dạ Thính Vũ. Hư giả, ba gã hư giả, hơn nữa, một người trong đó là cường giả cảnh giới hư giả. Thính Vũ, sao vậy? Lão già cầm quải trượng hỏi, hắn là cường giả cảnh giới hư giả chân chính. Dạ Thính Vũ nói, Tầm lão, làm quản sự của thương hội ở Tinh Không Chi Thành mỗi tháng, ta có quyền nhờ ba vị trưởng lão thay ta giải quyết một chuyện cá nhân, đúng không? Lão già cầm quải trượng khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng nhà đầu, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng sử dụng quyền lợi này, một khi xảy ra vấn đề, ngươi có thể sẽ gặp phiền phức rất lớn đấy. Thính Vũ không nhịn được cơn giận này. Dạ Thính Vũ lạnh giọng nói. Lão già cầm quải trượng liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Dạ Thính Vũ, sau đó khẽ gật đầu và không nói chuyện nữa. Lúc này, Dạ Thính Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương công tử, nếu bản thân ngươi không giao ra, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự mình tiến vào tìm. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên. Lão già cầm quải trượng khẽ gật đầu, thấy vậy, một lão già lập tức lao về phía Tiên Vân Lâu. Ong! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên trong không trung, trong chớp mắt này, một đường kiếm khí bỗng nhiên chợt hiện. Lão già cầm quải trượng cùng lão già bên phía người bảo vệ liên minh lập tức biến sắc. Hai người muốn ra tay, mà lúc này, lão già vừa xông về phía Tiên Vân Lâu đã đột nhiên dừng lại một hơi thở. Suy! Cơ thể của lão già trực tiếp bị phân ra thành hai, ngũ tạng theo máu tươi lập tức rơi xuống đầy đất. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Một kiếm chém hư giả. Tất cả mọi người ngây người. Lúc này, Dương Diệp đi về phía Dạ Thính Vũ, nói. Tới đi, tiến vào đi. Ngoại trừ Dạ Lưu Vân ra, trong mắt tất cả mọi người đầy vẻ khiếp sợ. Một kiếm chém hư giả. Đế giả chém hư giả. Hơn nữa còn chém dễ dàng như vậy. Giờ phút này, trong lòng Dạ Thính Vũ rất chấn động, bởi vì nàng biết mình đã đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp quá nhiều. Trong lòng nàng còn có một chút sợ hãi, bởi vì nàng thương hội đã chết. Một cường giả cảnh giới hư giả, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho dù Dương Diệp bị giết, tiền đồ sau này của nàng kết thúc. Vì chuyện riêng mà gây hại cho công, đây là điều tối kỵ của thương hội. Nghĩ sai thì hỏng hết, tiền đồ bị hủy hết. Không biết các hạ là vị nào trên long bảng. Lúc này, Tầm lão bên cạnh Dạ Thính Vũ trầm giọng hỏi. Nghe vậy, vẻ mặt Dạ Thính Vũ lập tức thay đổi. Long bảng. Long bảng là một bảng xếp hạng, những thiên tài trên bảng xếp hạng này đặc biệt khủng khiếp. Bảng này không phải là bảng của một thế giới, mà là bảng của vũ trụ này. Thế giới dày có trên trăm tinh vực, mấy nghìn thế giới, chỉ cần ngươi có thực lực, không quan tâm ngươi là người của thế giới nào đều có thể lên bảng này. Si có thể nói, đây là bảng đánh giá có chất lượng cao ngoại trừ thế giới lớn. Bởi vì người ở phía trên bảng đó đều là thiên tài yêu nghiệt nhất, cao cấp nhất của các tinh vực. Dạ Thính Vũ run rẩy, nếu như Dương Diệp thật sự là thiên tài trên long bảng, cho dù là xếp hạng sát sau cùng, nàng cũng kết thúc. Thương nhân trục lợi, thương hội Thiên Vân tuyệt đối sẽ không vì nàng mà đắc tội một thiên tài trên long bảng. Cho nên, nếu như Dương Diệp thật sự là thiên tài trên long bảng, Thương hội Thiên Vân nhất định sẽ hy sinh nàng, lấy điều này tới hóa giải chút mâu thuẫn nhỏ giữa Thương hội Thiên Vân cùng Dương Diệp. Long bảng. Dương Diệp dừng bước, nhíu mày nói. Đây là bảng gì? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Dạ Thính Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó châm chọc nói. Đại lục minh ngục cằn cỗi, sao có thể xuất hiện người trên long bảng chứ? Câm miệng. Đúng lúc này, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên trong không trung. Mọi người nghe tiếng thì nhìn lại, chỉ thấy phía xa có một nữ tử cùng một nam tử đang chậm rãi đi về phía này. Khi thấy nữ tử này, Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Bởi vì nữ tử này cũng không phải mặc đồ nữ tử, mà mặc trang phục của nam. Nữ tử mặc một trường bào màu tím với hình thêu phượng hoàng lửa, phần thắt lưng được thắt bởi chín dải lụa màu mận chín, điều này làm cho dáng người của nữ tử thoạt nhìn cực kỳ uyển chuyển. Nữ tử có một gương mặt tuyệt đẹp, khéo léo tinh xảo mũi. Chân mày to giống như lưỡi kiếm sắc bén, lộ ra một tia anh khí, môi rất mỏng, nhưng hoàn toàn không có cảm giác cay nghiệt. Khóe miệng khẽ mỉm cười, chỉ có điều khi ngươi cẩn thận nhìn lại dường như không có gì. Mái tóc của nữ tử này được buộc bởi một sợi dây màu tím và thả phía sau, mái tóc không dài, cũng không ngắn, vừa vặn tới thắt lưng.
Nam tử bên cạnh nữ tử này mặc một trường bào màu trắng, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sắc bén, trên thân lộ ra một sự nguy hiểm. Nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt Dạ Thính Vũ lúc này chợt biến đổi, nàng vội vàng đi tới trước mặt nữ tử kia và cung kính thi lễ, nói. Thính Vũ ra mắt nhị tiểu thư. Nữ tử lại không để ý tới Dạ Thính Vũ, trực tiếp đi về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dạ Thính Vũ lập tức khó coi. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Xin lỗi. Dương Diệp có chút sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng nữ nhân này tới tìm hắn gây phiền phức, dù sao loại chuyện đánh nhỏ thì lớn tới, hắn đã đặc biệt quen thuộc. Nhưng hắn không ngờ được nữ nhân này tự nhiên lại xin lỗi. Hành động này không bình thường. Lúc này, nữ tử lại nói. Trước khi tới đây, ta đã điều tra rõ ràng. Món vật phẩm của bằng hữu tinh vực thiên hà này đúng là do Thương hội Thiên Vân chúng ta bán đấu giá ra, nhưng món vật phẩm này đã đến trong tay của mấy vị bằng hữu tinh vực thiên hà. Cho nên cuối cùng mất đi cũng không liên quan đến Thương hội Thiên Vân chúng ta. Về phần quản sự của chúng ta tới gây phiền phức cho các hạ, ra mặt thay cho bằng hữu tinh vực thiên hà là hành vi cá nhân của nàng, không liên quan đến Thương hội Thiên Vân ta. Sau khi nói xong, nữ tử xoay người nhìn về phía Dạ Thính Vũ, nói. Dạ Thính Vũ, ngươi vì chuyện riêng mà gây hại cho chuyện công, không chỉ làm ảnh hưởng tới hình tượng của Thương hội Thiên Vân ta, còn làm cho Thương hội Thiên Vân ta mất một cường giả. Tội này không thể tha, nhưng niệm tình ngươi đã từng có công, tội chết có thể tránh khỏi, nhưng tội sống có thoát. Tầm lão, phế bỏ tu vi của nàng. Nghe thấy nữ tử nói vậy, vẻ mặt Dạ Thính Vũ lập tức trắng bệch. Phù phù. Dạ Thính Vũ bỗng chốc quỳ gối ở trước mặt nữ tử, sau đó không ngừng dập đầu. Nhị tiểu thư, mấy năm nay Thính Vũ chưa bao giờ phạm phải sai lầm, hôm nay phạm sai lầm một lần, thực sự không nên nhận phạt nặng như vậy. Vẫn mong nhị tiểu thư khai ân. Nói xong, nàng không ngừng dập đầu. Cho dù không giết Dạ Thính Vũ, nhưng phế bỏ tu vi thì thật ra không khác gì giết nàng. Ở thế giới người mạnh là vua này, không có thực lực, vận mệnh của nàng thế nào thì có thể tưởng tượng được. Trong mắt Tầm lão có chút không đành lòng, đang muốn mở miệng cầu xin, mà lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên nói. Tầm lão, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng, ngươi phải hiểu được. Thương hội của chúng ta rất lớn, quản sự cũng rất nhiều. Nếu như hôm nay không giết một người gian trăm người, nếu như sau này người người đều học nàng lợi dụng thương hội để lấy việc công mưu việc tư, về lâu dài, thương hội ta nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tầm lão khẽ thở dài, sau đó nói. Nhị tiểu thư, ta hiểu rõ ý của ngài. Chẳng qua ngài cũng hiểu rõ, thương hội cho những quản sự này một quyền lực, chính là những lão già chúng ta có thể giúp bọn họ một lần, chuyện này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nữ tử khoát tay áo, ngắt lời Tầm lão nói. Nếu như chỉ như vậy, tất nhiên không nên nhận trừng phạt như thế, nhưng... Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dạ Thính Vũ, nói. Dạ Thính Vũ, ngươi thật sự chỉ có chút tội như vậy sao? Nghe vậy, Dạ Thính Vũ run lên, rất lâu sau nàng mới nói. Nhị tiểu thư đều biết. Nữ tử lắc đầu, nói. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Tầm lão. Chẳng lẽ muốn ta tự mình ra tay sao? Tầm lão than khẽ, sau đó đi tới trước mặt Dạ Thính Vũ và muốn ra tay, đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Khoan đã! Mọi người nghe tiếng thì nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp cùng một lão già đi về phía bên này. Vẻ mặt của nữ tử xinh đẹp cùng nhị tiểu thư có 6-7 phần tương tự. Tuy nhiên khí chất lại hoàn toàn không giống nhau. Nữ tử xinh đẹp dáng người đầy đặn, trên mặt tươi cười thản nhiên, có chút quyến rũ. Ra mắt đại tiểu thư. Đám người Tầm lão liền vội vàng hành lễ. Nữ tử xinh đẹp đi tới trước mặt nhị tiểu thư, cười nói. Nhị muội, vì một người ngoài mà hủy đi thuộc hạ của mình, nếu chuyện này truyền đi, các quản sự phía dưới sẽ lạnh tâm mất. Vậy theo ý của đại tỷ nên xử lý như thế nào? Nhị tiểu thư khẽ nói. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười, nói. Ta biết chuyện nha đầu Thính Vũ kia phạm sai lầm là có chút tham lam. Tuy nhiên những năm gần đây, nàng không có công lao cũng có khổ lao. Nếu phế bỏ tu vi thì trừng phạt này quá nặng. Như vậy đi, bỏ chức vụ của nàng là được. Nếu không, một tiểu nha đầu không có thực lực, người còn không bằng trực tiếp giết nàng, cho nàng bớt chịu tội thì thỏa đáng hơn. Đa tạ đại tiểu thư. Lúc này,
Dạ Thính Vũ đứng dậy quỳ đến trước mặt nữ tử xinh đẹp. Ơn cứu mạng của đại tiểu thư, Thính Vũ suốt đời sẽ không quên. Nhìn thấy Dạ Thính Vũ như vậy, Dạ Lưu Vân lập tức lắc đầu, thầm mắng Dạ Thính Vũ ngu xuân. Vào thời điểm này, Dạ Thính Vũ làm như thế, rõ ràng là đang đánh vào mặt nhị tiểu thư. Nếu như nàng là nhị tiểu thư, vậy Dạ Thính Vũ tuyệt đối sống uống. Nếu như bây giờ Dạ Thính Vũ từ chối ơn của đại tiểu thư này, cam tâm tình nguyện nhận trừng phạt của nhị tiểu thư, đồng thời biểu hiện sự trung thành, không chừng sẽ không bị phế bỏ tu vi, sau này chắc chắn còn được trọng dụng. Đáng tiếc, nàng không làm như thế. Quả nhiên, lúc này có một ánh sáng sắc bén đột nhiên lóe lên. Suy, cơ thể Dạ Thính Vũ trực tiếp cứng đờ, rất nhanh có từng giọt máu từ giữa chân mày của nàng tràn ra, Dạ Thính Vũ tắt thở. Giây phút nàng tắt thở, ánh mắt nàng vẫn trợn trừng. Chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người ở đó biến sắc, nhìn về phía nhị tiểu thư, người trước đó ra tay chính là nàng. Nhị tiểu thư khẽ nói. Nếu đại tỷ nói không bằng trực tiếp giết nàng, vậy ta giết là được. Nụ cười trên mặt nữ tử kia biến mất, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục. Nhị muội này quả thật ngoan độc. Này nhị tiểu thư không để ý tới nữ tử xinh đẹp, mà xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi giết một người của thương hội ta, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Tuy nhiên, ta cũng không lấy thế bắt nạt ngươi. Ngươi nhận 10 chiêu của Tầm lão, nếu như có thể đỡ được, ân oán giữa ngươi cùng thương hội ta được xóa bỏ. Tới rồi. Dương Diệp biết, chuyện này chắc chắn không dễ dàng dừng lại như vậy. Quả nhiên, đối phương bắt đầu tới gây phiền phức cho hắn. Dương Diệp liếc nhìn nhị tiểu thư này, sau đó cười nói. 10 chiêu, nhị tiểu thư, Tầm lão này của nàng là hư giả chân chính. Còn ta thì sao, ta chỉ là một đế giả. Nàng bảo ta đỡ 10 chiêu của hắn. Thành thật mà nói, có phải nàng muốn giết chết ta không? Nhận hay là không nhận? Nhị tiểu thư nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Nhị tiểu thư, nàng còn nói không lấy thế bắt nạt người, bây giờ không phải nàng đang lấy thế bắt nạt người sao? Ngươi không định nhận sao? Nhị tiểu thư nói. Nhận, đương nhiên phải nhận. Người nói không phải là Dương Diệp, mà là Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân đi tới bên cạnh Dương Diệp, thoáng cười nói. Tuy nhiên phải thay đổi một chút, đó chính là bảo Tầm lão nhận của chúng ta 10 chiêu. Nghe thấy Dạ Lưu Vân nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Trong đó bao gồm cả Dương Diệp, tuy nhiên hắn không ngăn cản Dạ Lưu Vân, nếu hắn đã lựa chọn Dạ Lưu Vân, tất nhiên sẽ hoàn toàn tin tưởng Dạ Lưu Vân. Ánh mắt nhị tiểu thư nhìn Dạ Lưu Vân, nói. Ta không có nghe nhầm chứ? Đương nhiên. Dạ Lưu Vân cười nói. Chúng ta có lòng tin vào chính mình. Nhị tiểu thư quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai, nói. Ta nghe nàng, nàng nói nhận, vậy thì nhận. Nhị tiểu thư khẽ gật đầu, nói. Vậy liền bắt đầu đi. Lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới bên cạnh nhị tiểu thư, nói. Nhị tiểu thư, chúng ta đánh cược nhỏ một chút được không? Nhị tiểu thư liếc nhìn Dạ Lưu Vân, nói. Đánh cược gì? Ta cá Tầm lão của ngươi không đỡ nổi 10 chiêu của công tử nhà ta. Dạ Lưu Vân cười nói. Nhị tiểu thư nhìn Dạ Lưu Vân rất lâu. Sau đó nói. Tiền đặt cược là gì? Dạ Lưu Vân cười nói. 10 vạn tiên tinh thạch. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. 10 vạn tiên tinh thạch. Bây giờ hắn cùng Dạ Lưu Vân cộng lại cũng chỉ có 3 vạn tiên tinh thạch, lấy đâu ra 10 vạn. Dạ Lưu Vân muốn làm gì? Nghe thấy Dạ Lưu Vân nói vậy, vẻ mặt nhị tiểu thư có chút biến hóa rất nhỏ. Cô nương tên gọi thế nào? Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân nói. Nhị tiểu thư khẽ gật đầu. Đánh cược một lần cũng không sao, chẳng qua là Dạ cô nương có 10 vạn tiên tinh thạch sao? Dạ Lưu Vân cười nói. Ngươi chắc hẳn đã điều tra qua về chúng ta, cho dù đại lục minh ngục chúng ta chỉ là một đại lục cằn cỗi, nhưng chúng ta vẫn có thể lấy ra được 10 vạn tiên tinh thạch. Nhị tiểu thư nhìn Dạ Lưu Vân rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói. Được, đánh cược. Dạ Lưu Vân mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp. 10 vạn tiên tinh thạch chính là 1.000 vạn tử tinh thạch, nếu như ngươi thua, đến lúc đó tất cả người kiếm minh chúng ta đều sẽ phải đi theo ngươi ăn cỏ. Bản thân ngươi xem mà làm. Xem mà làm. 10 vạn tiên tinh thạch. Dương Diệp hít sâu một hơi, cổ tay hắn thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay trái.
Tiếp theo, một đường kiếm quang chợt lóe lên, kiếm linh hóa thành kiếm tổ xuất hiện ở trên tay phải của hắn. Kiếm vào vỏ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tầm lão. Tới đỡ đi. Tới đỡ đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dương Diệp. Vẻ mặt tất cả mọi người đều nghiêm trọng, bao gồm cả nhị tiểu thư. Này, ngoại trừ số ít người bên ngoài, thật ra nếu muốn rằng một người có mạnh mẽ hay không thì nhìn khí thế và khí chất của hắn lại biết được. Lúc này Dương Diệp đứng ở nơi đó lại giống như một thanh kiếm sắc bén chỉ chờ được rút ra khỏi vỏ, ánh sáng sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong mắt đại tiểu thư kia lóe lên sự kinh ngạc, còn có một chút tò mò. Nàng cẩn thận quan sát Dương Diệp, sau đó lập tức mỉm cười, thật không biết đang suy nghĩ gì. Nhị tiểu thư này nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tâm lão, Tâm lão im lặng trong chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu. Thấy thế, vẻ mặt nhị tiểu thư này nhẹ nhõm, bấm tay bắn ra, rất nhanh, bốn ánh sáng màu xanh lam bay về bốn phía xung quanh. Ngay sau đó, một tường ánh sáng màu xanh lam rất lớn xuất hiện ở xung quanh Tâm lão và Dương Diệp. Nhị tiểu thư nói, vật này là tường không gian rất kiên cố, có thể chịu được cường giả bán thần tấn công. Cho nên các ngươi bắt đầu đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi về phía Tầm lão, hắn bước chân không nhanh, phải nói là rất chậm, nhưng vẻ mặt Tầm lão lại thay đổi. Bởi vì một áp lực vô hình đang ép về phía hắn. Một khí thế từ trong cơ thể của Tầm lão cuồn cuộn trào ra. Sau khi khí thế này xuất hiện, toàn thân hắn lập tức thả lỏng, nhưng ngay vào lúc này, một lực lượng khủng khiếp bỗng nhiên che trời lấp đất ép về phía hắn, chỉ trong chớp mắt, khí thế của bản thân hắn trực tiếp bị lực lượng này ép cho quay về trong cơ thể. Tầm lão vô cùng kinh ngạc, ở trong mắt hắn đầy vẻ khó tin. Hắn là một cường giả cảnh giới hư giả lại bị một đế giả áp chế. Nhị tiểu thư này nheo mắt lại, nàng quay đầu liếc nhìn Dạ Lưu Vân. Lúc này cũng Lưu Vân cũng nhìn về phía nàng và mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật ra, đừng thấy ngoài mặt nàng vô cùng bình tĩnh, trong lòng nàng cũng có chút khẩn trương. Nàng biết, Dương Diệp khẳng định có thể chiến thắng được Tầm lão. Tầm lão này quả thật rất mạnh, nhưng so với yêu hậu nhất định phải kém hơn rất nhiều, ngay cả yêu hậu mà Dương Diệp còn có thể đánh bại, không có đạo lý nào lào thua Tầm lão. Nàng khẩn trương là Dương Diệp có thể đánh bại Tầm lão này trong 10 chiêu hay không? 10 chiêu. 10 chiêu đánh bại một cường giả cảnh giới hư giả. Chính nàng cũng nghi ngờ vừa rồi mình có phải bị điên rồi không? Nếu như Dương Diệp không thể đánh bại Tầm lão này trong 10 chiêu, tất cả mọi người ở kiếm minh thật sự sẽ phải ăn cỏ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm chuôi kiếm và nhẹ nhàng rút ra. Ong! Một tiếng kiếm ngân lập tức phóng lên cao, đâm thẳng lên tận trời. Rắc rắc! Vào giây phút khi tiếng kiếm ngân vang lên, tường ánh sáng màu xanh lam xung quanh Dương Diệp cùng Tầm lão trực tiếp rạn nứt. Trong phút chốc, ở trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, tường ánh sáng màu xanh lam này bỗng nhiên, một tiếng, trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người sửng sốt. Dương Diệp nhìn thẳng vào gương mặt Tầm lão đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Một kiếm này ra, ngươi sẽ phải chết, ngươi chắc chắn muộn nhận chứ. Nếu như là chiến đấu bình thường, hắn quả thật không có cách nào giết Tầm lão trong vòng 10 chiêu. Cho nên, hắn trực tiếp sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thật sự. 10 vạn tiên tinh thạch. Hắn không thua nổi đâu. Tầm lão nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hai tay nắm thật chặt, móng tay gần như cắm sâu vào trong lòng bàn tay, trên trán hắn đã không ngừng hiện ra mồ hôi lạnh. Nhận hay là không nhận? Cho dù một kiếm này còn chưa rút ra, nhưng trực giác nói cho hắn biết, mình không thể đỡ được một kiếm này. Nếu như đỡ, hắn rất có khả năng sẽ phải chết. Nhưng nếu như không đỡ, như vậy cả đời này của hắn sẽ bị ám ảnh. Ngày sau đừng mong có thể tiến bước. Nhận, có thể sẽ chết. Không nhận, cả đời sẽ có cản trở. Không do dự bao lâu, Tầm lão hít sâu một hơi và đang muốn mở miệng, đúng lúc này, nhị tiểu thư bỗng nhiên nói. So tài lần này, ta chịu thua. Nói xong, nàng bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trong tay Dạ Lưu Vân. Bên trong có 9 vạn tiên tinh thạch, số còn lại, đợi lát nữa ta sẽ cho người đưa tới. Nếu như có thể, nàng dĩ nhiên không muốn chịu thua. Nhưng nếu như nàng không kêu chịu thua, Tầm lão nhất định sẽ nhận. Tầm lão nhận, rất có khả năng sẽ bị chém giết. 10 vạn tiên tinh thạch cũng không thể mua nổi một cường giả cảnh giới hư giả thật sự,
Hơn nữa, nếu như Tầm lão bị chém giết, lúc đó sẽ tạo cho nàng ảnh hưởng rất tồi tệ, cho nên nàng quyết đoán lựa chọn chịu thua. Dương Diệp liếc nhìn nhị tiểu thư, sau đó thu kiếm và đi tới trước mặt Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân chớp chớp mắt, vội vàng cất nhẫn chứa đồ. Dương Diệp, ta bảo quản giúp ngươi. Dạ Lưu Vân cười nói. Dương Diệp lắc đầu cười, Dạ Lưu Vân đã biến thành một kẻ tham tiền rồi. Hắn không cần nhẫn chứa đồ này, bởi vì những tiên tinh thạch ở trong tay của Dạ Lưu Vân có tác dụng lớn hơn nữa. Ngươi là nữ nhân của hắn ao. Lúc này, ánh mắt nhị tiểu thư này tập trung ở trên người của Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân quay đầu lại nhìn về phía nhị tiểu thư này, sau đó lắc đầu, nói. Thế nào? Nhị tiểu thư khẽ gật đầu. Có hứng thú theo ta không? Nếu như bằng lòng, như vậy bắt đầu từ lúc này, quản sự thương hội của chúng ta ở tinh không chi thành này chính là ngươi. Đục khoét nền tảng. Sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại, nữ nhân này tự nhiên đào tường ngay trước mặt hắn. Dương Diệp chắn ở trước mặt Dạ Lưu Vân, nói. Nhị tiểu thư, làm như thế hình như không tốt lắm đâu. Nhị tiểu thư khẽ nói. Ta cảm thấy nàng là một nhân tài, ở thương hội Thiên Vân ta, nàng sẽ phát triển tốt hơn. Âm, một kiếm ý khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra, kiếm ý này xuất hiện quá đột ngột khiến nhị tiểu thư này bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị chấn động, đẩy đến cách đó mấy chục trượng. Tất cả mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc, tất cả đều không ngờ Dương Diệp lại đột nhiên ra tay. Nhị tiểu thư này cũng vậy, trong mắt nàng đầy kinh ngạc, còn có chút lạnh lùng. Dương Diệp nhìn thẳng nhị tiểu thư này. Ta không muốn dây dưa với thương hội các người, đặc biệt là ngươi, nếu như ngươi không hiểu được cách tôn trọng người, ta không ngại dạy ngươi một chút. Nghe vậy, vẻ mặt nhị tiểu thư này lập tức hoàn toàn lạnh xuống. Lúc này nam tử bên cạnh nhị tiểu thư này đột nhiên đi ra và nhìn Dương Diệp, nói. Có phải ngươi cảm thấy hư ảnh rất lợi hại đúng không? Lúc này, phía sau Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một đôi cánh. Thoáng cái, Dương Diệp đã trực tiếp biến mất. Bành! Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nam tử kia trực tiếp bị một quyền của Dương Diệp đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Mà lúc này, Dương Diệp lại biến mất, xê vẻ mặt Tầm lão lập tức biến đổi. Phẫn nộ quát. Ngươi dám. Nói xong, hắn lại muốn ra tay. Nhưng rất nhanh, hắn ngừng lại. Bởi vì lúc này nhị tiểu thư này đã bị Dương Diệp nắm lấy cổ họng. Dương Diệp nhìn thẳng vào nhị tiểu thư này. Trước đó, quản sự của các ngươi tới tìm ta gây phiền phức. Bây giờ ngươi lại tới gây phiền phức cho ta. Có phải các ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt, có đúng không? Nói xong, tay Dương Diệp chậm rãi siết chặt, gương mặt nhị tiểu thư lập tức trở nên trắng bệch. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Tầm lão phẫn nộ quát. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm lấy nhị tiểu thư và ném về phía Tầm lão. Tầm lão vô cùng kinh ngạc, vội vàng giơ tay đỡ lấy nhị tiểu thư. Bành! Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho cả nhị tiểu thư và Tầm lão liên tục lùi lại phía sau chừng 10 trượng, hai người mới dừng lại được. Dương Diệp đi về phía nhị tiểu thư cùng Tầm lão, sắc mặt đám người Tầm lão đại biến. Vội vàng phát động huyền khí trong cơ thể và chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Mà lúc này, Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn lướt qua đám người Tầm lão, sau đó nói. Nói thật, ta muốn giết các ngươi, đừng nói chỉ vài người các ngươi, cho dù có 10 hư giả cũng không ngăn cản được ta. Nhân lúc bây giờ ta còn chưa muốn giết người, nhanh chóng cút xa cho ta. Vừa dứt lời, từ trong cơ thể Dương Diệp đã có một sát ý khủng khiếp phát ra. Sát ý cảnh giới hư vô. Trong lòng đám người Tầm lão chợt kinh ngạc, cho dù sát ý này chỉ là cảnh giới hư vô, không uy hiếp quá lớn với bọn họ, nhưng một người có sát ý có thể đạt được cảnh giới hư vô thì tuyệt đối không phải là một người bình thường. Dương Diệp không quan tâm tới đám người của Thương hội Thiên Vân, mà xoay người đi về phía Thiên Vân lâu, Dạ Lưu Vân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó đi theo. Khoan đã! Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp dừng bước lại. Xoay người nhìn về phía xa. Người nói chính là lão già áo bào xa hoa của tinh vực Thiên Hà. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đối phương. Lão già áo bào xa hoa lại hoàn toàn không sợ hãi Dương Diệp. Hắn nhìn Dương Diệp nói. Các hạ, món bảo vật đó rất quan trọng với tinh vực Thiên Hà ta, vẫn mong các hạ giao ra. Không. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Các hạ là muốn đối địch với tinh vực Thiên Hà ta sao? Lão già áo bào xa hoa trầm giọng nói.
Dương Diệp dừng bước, im lặng trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên nói. Vậy thì cứ đối địch đi. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên xoay người rút kiếm chém một phát. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí đột nhiên chợt lóe lên, Tầm lão biến sắc, vội vàng mang theo nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư tránh xa gần nghìn trượng. Mà phía xa, cơ thể lão giả áo bào xa hoa vừa nói chuyện đã trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Hai mắt hắn trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Chỉ một thoáng, giữa chân mày của hắn đột nhiên xuất hiện một vết thương, lỗ thủng nhanh chóng mở rộng, lập tức, cả người lão già tách ra làm hai nửa, máu tươi rơi đầy đất. Tất cả mọi người ở đó vô cùng kinh ngạc, trong đó bao gồm cả nhị tiểu thư này cùng đại tiểu thư. Hai nàng đều không ngờ được Dương Diệp này tự nhiên một lời không hợp lại rút kiếm giết người. Đương nhiên, các nàng càng khiếp sợ hơn là thực lực của Dương Diệp. Lão giả áo bào xa hoa này chính là hư giả chân chính đấy. Nhưng hắn thậm chí không đỡ nổi một kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp này chỉ là đế giả thôi sao? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của nhị tiểu thư này đột nhiên co lại, lập tức giống như gặp phải kẻ địch lớn, vội vàng đề phòng. Tuy nhiên Dương Diệp không ra tay với bọn họ, mục tiêu của Dương Diệp là hai hư giả còn lại của tinh vực thiên hà. Khi Dương Diệp biến mất, vẻ mặt hai hư giả của tinh vực thiên hà này đại biến, vội vàng ra tay. Mà lúc này, tốc độ của Dương Diệp đột nhiên tăng lên. Năm hơi thở sau, ở đó lại có thêm hai bộ thi thể. Tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, ba thi thể đã bay tới nhẫn chứa đồ trên tay hắn. Tiếp theo, hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người nhị tiểu thư, nói. Còn chưa cút sao? Dương công tử cần gì hùng hổ dọa người? Lúc này, đại tiểu thư kia đi tới trước mặt Dương Diệp, cười dịu dàng. Thiên vân thương hội ta không có ác ý với Dương công tử, trước kia hết thảy, đều là hiểu lầm. Nói xong, nàng cong ngón búng ra, một kim thẻ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói. Đây là thẻ khách quý của thiên vân thương hội ta, về sau Dương công tử đến thiên vân thương hội ta mua bán vật phẩm, đều có ưu đãi. Dương Diệp không nói gì, một bên Dạ Lưu Vân nhận lấy kim thẻ nói. Đa tạ đại tiểu thư ban tặng, xin hỏi đại tiểu thư xưng hô như thế nào? Nam Cung Cầm. Mỹ Phụ cười nói. Lưu Vân muội tử, về sau có gì cần mà nói, có thể tới tìm ta, tinh không chi thành này, ta ở lâu, quen thuộc hơn ngươi một ít. Vậy cảm ơn. Dạ Lưu Vân cười nói. Nam Cung Cầm cười cười nói. Không quấy rầy hai vị rồi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó xoay người đi đến bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì, mang theo Dạ Lưu Vân đi vào Tiên Vân Lâu. Sau khi Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân tiến vào Tiên Vân Lâu, Nam Cung Cầm quay đầu nhìn về phía nhị tiểu thư, cười nói. Tiểu muội, không nên xem thường bất cứ người nào, còn nữa, chúng ta là người làm ăn, nên nhìn người càng trọng yếu. Người A, ở trước mặt kéo tâm phúc của người ta, như vậy là không tôn trọng người, cái này không được. Nhị tiểu thư mặt như xương lạnh, không nói gì. Nam Cung Cầm cười nói. Ngươi có phải suy nghĩ có nên triệu tập cường giả đến đây chút giận hay không? Ngươi không phải hy vọng ta làm như vậy sao? Nhị tiểu thư lạnh lùng nói. Ta đương nhiên hy vọng ngươi làm như vậy. Nam Cung Cầm cười nói. Nếu ngươi làm như vậy, về sau ngươi liền không có cơ hội đấu với ta nữa. Một người, thật sự quá nhàm chán rồi. Cho nên, ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Minh Ngục Đại Lục, đã từng là một thế giới bị phong ấn, cấm chế phong ấn Minh Ngục Đại Lục. Ngay cả bán thần cũng không thể bài trừ. Mà bây giờ, phòng ấn chỗ đó không còn, mà Dương Diệp này, là từ nơi ấy đi ra. Nói xong, Nam Cung Cầm cười cười, xoay người rời đi. Tại chỗ, bàn tay như ngọc trắng của nhị tiểu thư chậm rãi nắm lại. Bất kể là nàng hay quản sự Diệp Thu Vũ đều không để ý đến một điểm, cái kia chính là Minh Ngục Đại Lục có cấm chế này, bán thần cũng không thể phá vỡ, nhưng Dương Diệp đi ra. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cấm chế kia vô cùng có khả năng là Dương Diệp phá vỡ, nếu thật như vậy, thực lực của Dương Diệp không khỏi quá kinh khủng đi. Trầm mặc hồi lâu, nhị tiểu thư ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiên Vân Lâu, sau đó xoay người rời đi. Trước kia vì cái gì đột nhiên nổi giận? Trong phòng, Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Lưu Vân, ta phát hiện một điểm, trên đời này, rất nhiều người đều là tiện nhân. Chúng ta dùng lễ đối đãi, tôn kính bọn hắn,
Bọn hắn lại cho rằng là chúng ta sợ bọn họ, sau đó bọn hắn càng một tấc lại muốn tiến một thước. Trái lại, nếu như ngươi cường ngạnh, hắn ngược lại sẽ tôn kính ngươi. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đây là thiên tính. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Cho nên thế giới này, vẫn là nắm đấm dễ dùng nhất. Nếu ngươi không có thực lực, coi như ngươi đi quỳ thè lưỡi ra liếm, hắn cũng sẽ không tôn kính ngươi. Nhưng nếu ngươi có thực lực, hắn trái lại sẽ quỳ liếm ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp cười cười nói. Lưu Vân, ngươi biết không, ta một đường đi tới, cảm ngộ sâu nhất là cái gì không? Là cái gì? Dạ Lưu Vân hỏi. Thực lực. Dương Diệp cười nói. Nam nhân, không thể không có thực lực. Một nam nhân nếu không có thực lực, sẽ không có tôn nghiêm. Không nói đến ai khác, khả năng ngay cả người thân nhất cũng sẽ xem thường ngươi. Đương nhiên, ý nghĩ này của ta có chút cực đoan, nhưng sự thật xác thực như thế. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, lại nói. Nếu như hiện tại tu vi ta mất hết, triệt để trở thành một phàm nhân, ngươi còn có thể trước sau như một trợ giúp ta sao? Không chờ Dạ Lưu Vân trả lời, Dương Diệp lại nói. Nếu như ta không có thực lực, rất nhiều người ta quan tâm, đều sẽ cách ta mà đi. Cho nên, những năm gần đây, ta không ngừng bức bách mình trở nên mạnh mẽ, cho dù khổ, cũng phải cắn răng kiên trì. Bởi vì ta không muốn thua, cũng thua không nổi. Trước kia ngươi trải qua cái gì? Dạ Lưu Vân nói khẽ. Dương Diệp cười nói. Một người bạn nói với ta, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt nữ tử kể khổ, bởi vì như vậy là đang cầu người khác đồng tình, cũng có vẻ sĩ diện cãi láo. Cho nên, cái đề tài này chấm dứt ở đây. Ngươi đi tìm hiểu thoáng một phát, truyền tống trận kia đại khái lúc nào sẽ tốt, ta đã không thể chờ đợi được muốn đi về rồi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, đột nhiên nàng ngừng lại, sau đó nói. Ta có một ý nghĩ. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Dạ Lưu Vân nói. Tinh không chi thành này là chỗ giao hội của tất cả thế giới, vô cùng phồn hoa, nhưng chúng ta đối với nơi này cơ hồ là không biết gì cả. Cho nên ta muốn ở lại chỗ này phát triển. Ngươi muốn ở lại chỗ này? Dương Diệp hỏi. Dạ Lưu Vân nói. Xem ý của ngươi. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ngươi ở lại chỗ này đi. Dạ Lưu Vân theo hắn đi linh giới, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, dù sao Dạ Lưu Vân không thể đánh, hơn nữa, hắn cũng không có khả năng ở linh giới phát triển thể lực gì. Đã như vậy, còn không bằng để cho nàng ở chỗ này phát triển. Chỉ cần có tiền, dùng năng lực của Dạ Lưu Vân, nàng nhất định có thể định cư. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dạ Lưu Vân đi rồi, Dương Diệp mở tay ra, trong tay hắn, là ba cái nạp giới. Ba nạp giới này dĩ nhiên là của ba lão giả trước kia bị hắn giết. Hắn vốn không muốn ở trong tinh không chi thành sát nhân, bởi vì hắn chưa quen thuộc chỗ này, không muốn ở chỗ này gây chuyện, hiện tại mục đích chủ yếu của hắn là trở lại linh giới. Nhưng ba lão giả kia lại muốn gây sự, đối phương đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cố kỵ cái gì. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong ba nạp giới, tiên tinh thạch tổng cộng có 1 vạn hát viên, tương đương 100 vạn tử tinh thạch. 100 vạn tử tinh thạch, được cho một người giàu có rồi. Nếu như là trước kia, hắn nhất định sẽ rất hưng phấn, nhưng hiện tại hắn là vượt mới thắng được 10 vạn viên tiên tinh thạch. Ngoại trừ tiên tinh thạch, còn lại đồ vật thượng vàng hạ cám cũng rất nhiều, huyền bảo, huyền kỹ còn có một chút thiên tài địa bảo, bất quá những vật này, rất khó vào mắt của hắn. Hiện ở trên người mang, thấp nhất cũng là hư cấp. Có thể nói, dưới hư cấp hắn chướng mắt rồi. Tuy hắn chướng mắt, nhưng những vật này có thể cho Dạ Lưu Vân, để cho nàng cầm lấy đi bán lấy tiên tinh thạch. Thu nạp giới vào, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải vung lên, một khôi lỗi hư giả cảnh xuất hiện ở trong phòng. Hắn nguyên bản có 5 khôi lỗi hư giả cảnh, bất quá khi đám người Tô Thanh thì muốn ở lại Minh Mục Đại Lục, vì chúng nữ an toàn, hắn lưu lại 2 khôi lỗi hư giả cảnh cho đám người Tô Thanh thi, cho nên hiện tại hắn chỉ còn lại có 1 khôi lỗi hư giả cảnh. Để cho khôi lỗi hư giả cảnh canh giữ ở cửa phòng, Dương Diệp ngồi ở trên giường, sau đó tâm niệm khẽ động, tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Vẫn là câu nói đó, một chút thời gian hắn cũng không muốn lãng phí. Tuy đạt tới đế giả, thực lực của hắn đã chỉnh thể tăng lên rất nhiều, nhưng với hắn mà nói, còn xa xa không đủ. Hơn nữa, lúc trước hắn tăng lên tới đế giả cũng có chút ít sự cố,
vì không để căn cơ bất ổn, trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ tu luyện, còn phải vững chắc cảnh giới của mình. Căn cơ hắn còn cực kỳ coi trọng, này giống như xây nhà, nếu căn cơ không ổn, mới đầu có thể sẽ không vấn đề gì, nhưng thời gian lâu rồi, vấn đề sẽ ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng thậm chí sẽ sụp đổ. Cho nên vấn đề căn cơ, một chút cũng không thể khinh thường. Thời gian từng chút trôi qua, hai ngày sau, Dương Diệp về tới sự thật. Thời gian sự thật mới qua hai ngày, nhưng hắn ở trong Hồng Mông Tháp đã qua 20 ngày. Hơn gấp 10 lần. Nghịch thiên. Dương Diệp rất rõ ràng, nếu như công năng nghịch thiên của Hồng Mông Tháp truyền ra ngoài, cường giả ở trong vũ trụ khẳng định sẽ tìm đến hắn. Vừa nghĩ tới vô số cường giả đến truy sát hắn, da đầu không khỏi run lên. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nói. Vào đi. Cửa mở ra, Dạ Lưu Vân đi đến. Truyền tống trận tốt rồi. Dương Diệp hỏi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Đã tốt rồi, người của chúng ta cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn chỉ khôi lỗi hư giả cảnh nói. Nó đi theo ngươi, ở trong thành, tự mình cẩn thận một chút. Dạ Lưu Vân nói. Linh giới nguy hiểm không? Dương Diệp nói. Không biết, ta đối với thực lực của liên minh thủ hộ giả một chút cũng không rõ ràng. Ta đã an bài người đi tra xét, muốn đợi một thời gian lại đi hay không? Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Không, ta không muốn đợi. Đi thôi. Nói xong, Dương Diệp quay người đi ra cửa phòng, Dạ Lưu Vân cũng vội vàng đi theo. Ra Tiên Vân Lâu, ở dưới Dạ Lưu Vân dẫn dắt, đoàn người Dương Diệp đi tới truyền tống đài của Tinh Không Chi Thành. Ngay thời điểm đám người Dương Diệp muốn đi vào truyền tống trận, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo khí tức khủng bố, khí tức dùng tốc độ cực nhanh vào tới chỗ bọn hắn. Lai giả bất thiện, huyền khí trong cơ thể đám người Lâm Thiên vận chuyển. Rất nhanh, một lão giả áo đen xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Cường giả bán thần, ánh mắt L, áo giả áo đen rơi vào trên người Dương Diệp. Lão phu đến chậm rồi, ngươi chính là người cầm đồ vật, giết người trong liên minh thủ hộ giả ta. Ngươi là liên minh thủ hộ giả? Dương Diệp hỏi. Lão giả áo đen hung dữ nói. Tiểu tử, ngươi đoạt vật kia của liên minh, hư mất đại sự của liên minh ta, để cho đại quân ta không cách nào kịp thời đuổi tới Thiên Vân tinh vực. Càng làm hại lão phu cách mấy tinh vực xuyên toa hư không đuổi tới tìm ngươi, ngươi. Lão giả áo đen nói đến đây, Dương Diệp bỗng nhiên rút kiếm chém. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí từ trong cổ sao kích xạ ra. Trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức. ASK rút kiếm chém, Dương Diệp quay người đi về phía truyền tống trận. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi. Mọi người nhìn thoáng qua lão giả áo đen, sau đó vội vàng đi theo Dương Diệp tiến vào truyền tống trận. Xa xa, lão giả áo đen như một bức tượng, không nhúc nhích. Đã qua mấy tức, xùy, thân thể lão giả áo đen từ giữa phân ra làm hai. Kỳ thật, Dương Diệp là muốn để lại thi thể, sau đó luyện chế thành khôi lỗi. Nhưng trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức uy lực quá lớn, bởi vậy kiếm ra, đối thủ không phải hóa thành hư vô là trở thành hai nửa. Cái này để cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, một khôi lỗi bán thân, tác dụng là thật lớn a. Sau khi đám người Dương Diệp tiến vào truyền tống trận, Dạ Lưu Vân nhìn lướt qua, khóe miệng nổi lên vui vẻ, sau đó xoay người rời đi. Thật mạnh! Sau khi Dạ Lưu Vân rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó một lão giả cùng một mỹ phụ xuất hiện ở cách đó không xa. Mỹ phụ này đúng là Nam Cung Cầm kia. Thần sắc hai người vô cùng ngưng trọng. Thực lực người này, có thể tiến vào trước 20 của Long Bảng. Bên cạnh mỹ phụ, lão giả kia trầm giọng nói. Trước 20. Đồng tử của Nam Cung Cầm co lại, trước 20, cái này ý vị như thế nào? Ở trong vũ trụ mấy ngàn thế giới, mà mấy ngàn thế giới cộng lại có bao nhiêu người? Không nói y người bình thường, chỉ là thiên tài yêu nghiệt cộng lại cũng có rất nhiều rất nhiều. Mà Dương Diệp lại có thể tiến vào trước 20, đừng nói tiến vào 20. Dù trước 100 cũng cực kỳ đi khủng bố rồi. Lúc này, lão giả lại nói. Hắn thi triển là một môn kiếm kỹ cực kỳ cường đại, môn kiếm kỹ này phẩm giai tuyệt đối siêu việt hư cấp. Huyền kỹ càng cường đại, yêu cầu cùng độ khó tu luyện lại càng lớn. Một kiếm này chú ý chính là sức bật, kiếm ra, sức bật rất mạnh, người bình thường căn bản không chịu nổi,
nhưng hắn lại một chút việc cũng không có. Nếu như ta không đoán sai, nhục thể của hắn khẳng định cũng đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Kiếm thể song tu. Kiếm thể song tu. Nam Cung Cầm cau mày. Hắn còn là một thể tu. Lão giả nhẹ gật đầu. Hẳn vậy. Thần sắc của Nam Cung Cầm càng ngưng trọng. Kiếm tu, một kiếm tu cường đại là cực kỳ khủng bố, đặc biệt là kiếm tu kiếm ý cao minh, tựa như Dương Diệp, kiếm ý của Dương Diệp bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được. Kiếm ý trên hư vô cảnh, bản thân cái này cũng đã cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là ở cái tuổi của Dương Diệp. Mà Dương Diệp không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý trên hư vô cảnh, còn lĩnh ngộ sát ý hư vô cảnh, ngoại trừ song trọng ý cảnh, hắn còn là một thể tu. Yêu nghiệt. Đây là ý nghĩ của Nam Cung Cầm lúc này. Lúc này, lão giả lại nói. Thương hội chúng ta, tuy không sợ loại thiên tài này, nhưng tốt nhất đừng trêu chọc. Loại thiên tài này nếu không vẫn lạc, ngày sau nhất định là một siêu cấp cường giả. Nếu như có thể giao hảo, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao chúng ta là kinh doanh, nếu như có thể kết giao siêu cấp cường giả tương lai, ngày sau chỗ tốt nhất định là rất nhiều. Nói đến đây, lão giả dừng một chút, lại nói. Lần này nhị tiểu thư ánh mắt phụng về rồi. Mắt phụng về. Nam Cung Cầm cười cười nói. Nàng rất thông minh, dùng nhãn lực của nàng, tự nhiên biết rõ tiềm lực của Dương Diệp. Nàng đưa ra tỉ thí, mục đích thực sự, kỳ thật chính là vì kết giao Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp thua, nàng sẽ bày ra mình rộng lượng, không truy cứu Dương Diệp, để cho Dương Diệp mang ơn nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, thực lực của Dương Diệp đã mạnh đến loại trình độ này. Nói đến đây, dáng tươi cười của Nam Cung Cầm mở rộng. Nàng càng không nghĩ tới chính là tính tình của Dương Diệp, kỳ thật nói cho cùng, là nàng đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, nếu như nàng sớm biết thực lực chân chính của Dương Diệp, chắc chắn sẽ không dùng thái độ kia đối đãi. Bất kể như thế nào, việc này đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Xác thực, lão giả nói. Nam Cung Cầm cười nói. Đi thôi, đi gặp Dạ Lưu Vân, nàng mới đến, khẳng định có rất nhiều sự tình cần trợ giúp. Nói xong, Nam Cung Cầm cùng lão giả biến mất ngay tại chỗ. Thiên Hà Tinh Vực, Linh Giới. Linh Giới đã từng phát sinh một lần đại chiến kinh thiên động địa, lần đại chiến kia, dĩ nhiên là đế nữ, Dương Diệp còn có U Minh Điện đối kháng liên minh thủ hộ giả. Cũng bởi vì lần đại chiến kia, toàn bộ Linh Giới đều rõ ràng thực lực của U Minh Điện. Nguyên lai, thế lực kia so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tuy Dương Diệp biến mất, nhưng có U Minh Điện, theo đạo lý mà nói, hẳn không người nào dám khi dễ Bạch Lộ Thư Viện. Nhưng khiến người ngoài ý muốn là, từ một năm trước bắt đầu, cơ hồ toàn bộ thế lực Linh Giới đều chèn ép Bạch Lộ Thư Viện, đặc biệt là các tà phái đã từng cùng U Minh Điện nổi danh. Ở dưới tà phái dẫn dắt, Linh Giới tứ đại gia tộc cũng gia nhập trận doanh chèn ép Bạch Lộ Thư Viện. Lúc này, Bạch Lộ Thư Viện đã kéo dài hơi tàn, sở dĩ còn có thể kéo dài hơi tàn, là vì mỗi khi Bạch Lộ Thư Viện sắp bị triệt để tiêu diệt, người U Minh Điện đều sẽ xuất hiện, sau đó cùng các thế lực tà phái đại chiến một hồi. Ở dưới U Minh Điện bảo vệ, mặc dù Bạch Lộ Thư Viện không bị diệt, nhưng cũng chỉ có thể dùng kéo dài hơi tàn để hình dung. Bạch Lộ Thư Viện. Lúc này, nhân số của Bạch Lộ Thư Viện đã chưa tới 3.000, 3.000 người này, mỗi ngày đều sống trong chờ đợi lo lắng. Bởi vì mỗi ngày đều có đệ tử Bạch Lộ Thư Viện chết đi. Trong đại điện, hôm nay chết bao nhiêu người? Trên đại điện, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Thần sắc của Tiêu Biệt Ly rất mỏi mệt, bởi vì từ một năm trước bắt đầu, hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. 32 người. Trả lời chính là Tiêu Linh, lúc này Tiêu Linh đã từ phó viện trưởng biến thành viện trưởng phu nhân. Hai tay Tiêu Biệt Ly chậm rãi nắm lại, trong con ngươi một mảnh xâm lãnh. Nhân tâm đã bất ổn rồi. Tiêu Linh nói. Đã qua một năm, Bạch Lộc Thư Viện cơ hồ chỉ có thể co đầu rút cổ ở Bạch Lộ Giới, chỉ cần người Bạch Lộc Thư Viện vừa đi ra ngoài, sẽ lập tức biến mất. Dù không đi ra ngoài, trong Bạch Lộ Giới mỗi ngày đều chết vài chục học sinh. Về phần U Minh Điện chỉ ở thời điểm Bạch Lộc Thư Viện chính thức bị diệt mới ra mặt tương trợ. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, U Minh Điện Điện Hạ cũng đã thật lâu không có xuất hiện. Hối hận không? Lúc này, Tiêu Linh bỗng nhiên nói. Tiêu Biệt Ly nao nao, lập tức minh bạch Tiêu Linh chỉ là cái gì. Lúc trước nếu như không phải hắn ủng hộ Dương Diệp, Bạch Lộc Thư Viện sẽ không có kết quả như vậy. Tiêu Linh là đang hỏi hắn, có hối hận lúc trước lựa chọn hay không?
trầm mặc một cái chớp mắt, Tiêu Biệt Ly cười cười. Kỳ thật, hắn cũng không nợ chúng ta cái gì. Nếu như không phải hắn, chúng ta đã sớm bị pháp phái đuổi ra ngoài. Tuy tình cảnh có thể sẽ không bết bát như hiện tại, nhưng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Vẫn là câu nói đó, lúc trước hắn đã gia nhập Bạch Lộc Thư viện chúng ta, là học sinh của chúng ta, hy sinh đệ tử vì lợi ích toàn cục, việc này, ta làm không được. Tiêu Linh than khẽ, sau đó nói. Tên kia bị lưu vong, cũng không biết như thế nào. Tiêu Biệt Ly cười nói. Ngươi đừng lo lắng hắn, mệnh hắn rất cứng. Cũng phải. Trên mặt Tiêu Linh xuất hiện vẻ tươi cười, dùng tính cách cùng thực lực của Dương Diệp, ở đâu cũng sẽ không lỗ lả. Giống như nghĩ đến cái gì, Tiêu Linh lại nói. U Minh Điện, các nàng giống như có chuyện gì cần làm. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Cái thế lực này rất thần bí. Tiêu Linh nói. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu, dùng thực lực của U Minh Điện, các nàng đã sớm có thể ly khai linh giới, nhưng các nàng không đi. Oanh! Đúng lúc này, toàn bộ Bạch Lộ giới bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Sắc mặt của Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh đột nhiên biến đổi, thân hình hai người khẽ động, trực tiếp lướt ra đại điện. Không chung, Tiêu Biệt Ly nhìn lão giả áo bào ô đỏ ở cách đó không xa, lão giả này là tà phái tà vương Mạc Tà. Ánh mắt Mạc Tà rơi vào trên người Tiêu Biệt Ly nói. Tiêu Biệt Ly, cùng các ngươi chơi một năm rồi, hôm nay, để cho sự tình triệt để kết thúc đi. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Mạc Tà, ta có một chuyện không rõ. Là muốn biết vì cái kỳ tà phái ta đối địch với các ngươi. Mạc Tà cười nói. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu. Bạch Lộc Thư viện cùng tà phái tầm đó, cũng không có cừu hận gì, nhưng ở một năm trước, không biết nguyên nhân gì, tà phái lại bỗng nhiên khai chiến với Bạch Lộc Thư viện, hơn nữa cơ hồ tất cả thế lực linh giới đều gia nhập vào trận doanh tà phái, nếu như không phải U Minh Điện thường xuyên tương trợ, Bạch Lộc Thư viện sớm đã bị người diệt sạch rồi. Mạc Tà cười nói. Cái này tự nhiên là bởi vì Dương Diệp. Dương Diệp, hắn tựa hồ không có lỗi với tà phái các ngươi .nsa. Tiêu Biệt Ly cau mày nói. Mạc Tà nói. Mặc dù hắn không có đắc tội tà phái chúng ta, nhưng hắn đắc tội liên minh thủ hộ giả. Tiêu Biệt Ly, linh giới thuộc về Thiên Hà Tinh Vực, mà chủ nhân của Thiên Hà Tinh Vực là ai? Tự nhiên là liên minh thủ hộ giả. Ở Thiên Hà Tinh Vực, lại đắc tội chủ nhân của Thiên Hà Tinh Vực, đây không phải muốn chết sao? Trước kia không có diệt các ngươi, đó là bởi vì Dương Diệp có một chỗ dựa, nhưng hiện tại, chỗ dựa kia bản thân cũng khó bảo vệ, cho nên các ngươi cũng nên biến mất. Ngươi có nắm chắc như vậy? Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, sau đó một nữ tử xuất hiện. Đi chân trần, áo gai. Minh nữ. Nhìn thấy Minh nữ, thần sắc bọn người Tiêu Biệt Ly buông lỏng, nếu như U Minh Điện không xuất thủ tương trợ, như vậy Bạch Lộc Thư viện thật đã xong. U Minh Điện. Hai mắt Mạc Tà nhíu lại, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có thể giữ được Bạch Lộc Thư viện hay không? Thanh âm rơi xuống. Ở sau lưng Mạc Tà, không gian đột nhiên nổi lên rung động, rất nhanh, một đám người xuất hiện ở sau lưng Mạc Tà. Là tứ đại thế gia, còn có một ít thế lực của linh giới. Người không nhiều lắm, không sai biệt lắm 100 người. Nhưng đều là bán đế. Toàn bộ đều là bán đế. Linh giới là một tiểu thế giới, không dung được đế giả, bởi vậy bán đế là đỉnh cao nhất ở thế giới này. 100 bán đế, đây cơ hồ là tất cả bán đế của linh giới rồi. Sắc mặt hai người Tiêu Biệt Ly có chút khó coi. Hai mắt Minh nữ nhíu lại, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, đang muốn xuất thủ, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai nàng. Ta đến đi. Nghe thanh âm kia, tất cả mọi người sững sờ, đặc biệt là Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh. Dương Diệp. Thanh âm là của Dương Diệp. Quả nhiên, sau khi thanh âm xuất hiện, một người tay cầm trường kiếm xuất hiện ở bên cạnh Minh nữ. Dương Diệp. Chẳng biết tại sao, thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, toàn bộ Bạch Lộ giới đều sôi trào lên. Minh nữ nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Trở về rồi hả? Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói. Lâu như vậy không gặp, có nhớ ta hay không? Da mặt càng dày thêm. Minh nữ lạnh nhạt nói. Dương Diệp. Minh nữ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía chân trời bỗng nhiên mây đen rậm rạp, rất nhanh, một cự nhãn xuất hiện. Thiên đạo chi nhãn. Nhìn thấy thiên đạo chi nhãn, Minh nữ cau mày,
sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đã tới đế giả rồi hả? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ha ha, thiên đạo chi nhãn. Lúc này, xa xa Mạc Tà bỗng nhiên nở nụ cười. Ta xem như kiến thức đến cái gì gọi là tử lộ không cửa, ngươi càng muốn xông. Dương Diệp, ngươi đây là trở về chịu chết sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua Mạc Tà, sau đó đưa tay chỉ bầu trời. Vạch, oanh, theo một tiếng nổ vang vang lên, thiên đạo chi nhãn mới xuất hiện ầm ầm nghiền nát. Tất cả mọi người hóa đá. Không còn, thiên đạo chi nhãn đâu? Mạc Tà nhìn không trung, con mắt mở to, muốn nặn ra ngoài. Không chỉ Mạc Tà, trong trang ngoại trừ Minh Nữ, tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức. Vì cái gì? Bởi vì trong trang ngoại trừ Minh Nữ, không ai có thể nhìn rõ ràng một kiếm chỉ thiên của Dương Diệp. Người trong sân chỉ là bán đế, cảnh giới quá thấp. Qua ba tức, Hư Ác Tà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Là ngươi làm. Nghe Mạc Tà nói, ánh mắt mọi người lập tức rơi vào trên người Dương Diệp. Lúc này mọ đi người mới nhớ tới, vừa rồi Dương Diệp giống như chỉ bầu trời thoáng một phát. Dương Diệp không có trả lời Mạc Tà, mà nhìn về phía Minh Nữ, cười nói. Có phải ngoài ý muốn hay không? Minh Nữ khẽ gật đầu, sau đó nói. Quả thật có chút ngoài ý muốn, thực lực của ngươi so với trước kia, mạnh hơn không chỉ một điểm. Dương Diệp cười cười, tuy hắn cùng với Minh Nữ là bằng hữu, nhưng đồng thời cũng có ý tứ phân cao thấp, đều từ huyền giả đại lục đến, cũng đánh nhau vài lần, không có thua không có thắng qua. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy thực lực của mình, có lẽ đã có thể thắng Minh Nữ rồi. Cho nên nhìn không được đắc ý thoáng một phát. Đúng lúc này, Minh Nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một ngón tay điểm tới. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, Minh Nữ là không muốn nhận thua à. Nhưng rất nhanh, dáng tươi cười của hắn cứng ngắc, bởi vì sinh cơ trong cơ thể hắn trôi qua rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt, hắn ít nhất bị mất trăm tuổi tuổi thọ, hơn nữa ở trên người hắn, còn xuất hiện một tia tử khí. Bất quá thoáng qua, hắn cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên tràn vào một cổ lực lượng. Thời điểm cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể hắn, tử khí trên người hắn lập tức biến mất, không chỉ như thế, hắn cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập sinh cơ, tuổi thọ trước kia sói mòn lại trở về. Đây là thủ đoạn gì? Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi. Nghịch chuyển sinh tử. Minh Nữ lạnh nhạt nói. Ta vừa nắm giữ đấy. Rất lợi hại. Dương Diệp nói. Đây không phải lời khách sáo, mà nghịch chuyển sinh tử thật sự rất lợi hại, phải nói rất khủng bố. Tuổi thọ đối với những người khác mà nói, là cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là đối với cường giả đã lâu không thể đột phá cảnh giới, dù là một ngày tuổi thọ đối với bọn họ cũng cực kỳ trân quý. Nếu như loại người tuổi thọ còn thừa không nhiều lắm gặp phải Minh Nữ, đánh cũng không cần đánh, Minh Nữ nghịch chuyển thoáng một phát, đối phương sẽ trực tiếp đời rồi. Lúc này Minh Nữ nói. Người đã đến, vậy trong này liền giao cho ngươi. Nói đến đây, nàng trầm mặc thoáng một phát, sau đó lại nói. Giải quyết xong, tranh thủ thời gian mang theo người của ngươi ly khai linh giới. Huyền khí truyền âm. Câu cuối cùng Minh Nữ chỉ dùng huyền khí truyền âm. Dương Diệp khó hiểu. Vì cái gì? Minh Nữ nhìn Dương Diệp. Ta sẽ hại ngươi sao? Dương Diệp lắc đầu. Vậy thì theo như ta nói đi làm, hy vọng chúng ta còn có thời điểm tương kiến. Minh Nữ nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cau mày, trực giác nói cho hắn biết khả năng có chuyện gì sắp phát sinh. Oanh! Đúng lúc này, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, chân trời xuất hiện ba cổ khí tức kinh khủng, khi khí tức này xuất hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất như đang run sợ. Đế giả! Khí thế của cường giả đế giả cảnh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Tiêu Biệt Ly cùng với toàn bộ người Bạch Lộ giới đều trắng bệch, đừng nói ba tên đế giả, dù một đế giả bọn hắn cũng chống cự không được. Mà bây giờ, phía trên phái tới ba đế giả. Mạc Tà nhịn không được cười to. Dương Diệp, ngươi thật là tử lộ không cửa, ngươi lại xông a, ngươi. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí đột nhiên lóe lên, tốc độ cực nhanh, trong tràng không có bất kỳ người nào thấy rõ. Xuy! Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, đầu của Mạc Tà đã bay ra ngoài, máu tươi như trụ, huyết tinh đến cực điểm. Dương Diệp nhìn thoáng qua đầu người bay ra ngoài, lạnh nhạt nói. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Trong tràng,
người tứ đại thế gia toàn bộ hóa đá tại nguyên chỗ, rất nhanh, mọi người phục hồi tinh thần lại, sau khi phục hồi tinh thần lại, trong mắt mọi người đều không che giấu hoảng chút nào sợ. Giết bán đế, đơn giản giống như giết gà a. Mà đám người Tiêu Biệt Ly cũng ngẩn người, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp đã khủng bố như thế. Bán đế, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Lúc này, ba tên đế giả xuất hiện ở trên không bạch lộ giới, ánh mắt ba tên đế giả trực tiếp rơi vào trên người Dương Diệp, trung niên áo đen cầm đầu lạnh lùng nói. Thiên đạo chi nhãn là bị ngươi hủy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thần sắc của trung niên áo đen lập tức âm trầm lên. Ngươi thật sự là thật to gan, ngươi. Thanh âm của nam tử áo đen bỗng nhiên im bặt mà dừng, yên lặng một cái chớp mắt, chỗ yết hầu của nam tử áo đen xuất hiện một vết máu, thoáng qua, đầu nam tử áo đen nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Mọi người hoảng hốt. Hai người bên cạnh nam tử áo đen càng như vậy, mà đúng lúc này, lại hai đạo kiếm quang lóe lên, bất quá trong tràng ngoại trừ Dương Diệp, không có bất kỳ người chứng kiến hai đạo kiếm quang này. Yên lặng một cái chớp mắt, hai nam tử áo đen khác đầu nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Thuấn sát ba tên đế giả. Tất cả mọi người đã ngây ra như phỗng, lúc này, đầu bọn hắn đã trống rỗng. Bất quá rất nhanh, người tứ đại thế gia lập tức phục hồi tinh thần lại. Bởi vì Dương Diệp nhìn về phía bọn hắn. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn về phía bọn hắn, trong lòng người bốn đại thế gia hoảng hốt, muốn chạy trốn, nhưng không ai dám. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người một mỹ phụ mộ gia, mỹ phụ này, hắn tự nhiên nhận thức, là A Thanh lúc trước mộ lão muốn hắn tìm, hơn nữa còn nói, nếu như nàng mất, giúp hắn diệt mộ gia. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Người mộ gia đi ra. Mỹ phụ nghe vậy, trong nội tâm lập tức buông lỏng, vội vàng mang theo người mộ gia lui qua một bên. Lúc này, Dương Diệp lại nhìn về phía Gia Cát gia nói. Ai tên Gia Cát Vận? Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, qua một hơi, một nữ tử đi ra. Dương Diệp cong ngón búng ra, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Ca ca ngươi Gia Cát Thần nhờ ta đưa cho ngươi. Thân hình nữ tử khẽ run lên, sau đó nói. Hắn đã chết, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Lui qua một bên. Nữ tử tiếp nhận quyển trục, nhìn Dương Diệp một cái, sau đó thối lui đến bên cạnh mộ gia. Lúc này, Gia Cát gia gia chủ vội vàng đứng ra nói. Dương Tiểu Hữu, việc này là chúng ta không đúng, bây giờ chúng ta rời đi, hơn nữa cam đoan, vĩnh viễn không phạm Bạch Lộc Thư Viện. Đã muộn. Thanh âm Dương Diệp rơi xuống, cả người biến mất ngay tại chỗ. Xuy. Gia Cát gia gia chủ nói chuyện đầu bay ra ngoài, cùng đầu hắn bay ra, còn có hơn 10 huyền giả Gia Cát gia ở phía sau hắn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt. Trốn. Không có do dự chút nào, người ba đại thế gia cùng những người còn lại quay người bỏ chạy, nhưng bọn hắn làm sao có thể nhanh hơn kiếm của Dương Diệp. Trốn ở trước nhất, đều là người chết trước nhất. Đồ sát. Trong tràng, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng cái đầu người bay ra ngoài, từng cột máu phóng lên cao, tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Nhìn một màn này, tất cả mọi người mộ ra sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Bọn người Tiêu Biệt Ly cũng bị một màn trước mắt chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, Dương Diệp sẽ đổ sát như vậy. Trong tràng, không đến 10 tức, gần trăm người đầu dọn nhà, không có bất cứ người nào đào tẩu. Xa xa, Táng Thiên hấp thu tất cả máu tươi, Dương Diệp thu Táng Thiên vào, sau đó nhìn về phía mộ gia, bị Dương Diệp nhìn như vậy, tất cả mọi người mộ gia đều kìm lòng không được lui về sau một bước, có người hai chân run lên. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Mỹ phụ A Thanh. Mộ lão rất tốt với ta, không có hắn, ta đã chết không biết bao nhiêu lần, có thể nói, hắn là sư phụ chính thức trên ý nghĩa của Dương Diệp ta. Ngươi là người hắn quan tâm, cho nên ngươi cùng mộ gia ngươi còn sống. Mộ lão đối với hắn ân trọng như núi, hắn tự nhiên sẽ không đi tổn thương người mộ lão quan tâm. Nghe vậy, người mộ gia lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn không biết mộ lão trong miệng Dương Diệp là ai, cũng không muốn đi nhận thức, bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn có thể sống. Đa tạ. Mỹ phụ trầm giọng nói, hai tay nàng một mực nắm chặt cũng triệt để nới lỏng ra. Muốn nói không khẩn trương đó là giả dối, bộ dạng Dương Diệp giết người, thật sự quá kinh khủng. Dương Diệp nói. Trở về đi. Mỹ phụ nhẹ gật đầu,
nàng nhìn Dương Diệp, giống như muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng, nàng nhìn Dương Diệp lần nữa nói một tiếng cảm ơn, sau đó mang theo người Mộ Gia đi ra Bạch Lộ giới. Vì cái gì ngươi buông tha ta? Lúc này, Gia Cát Vận đột nhiên hỏi. Tuy Gia Cát gia ở trước mặt nàng bị Dương Diệp đồ sát hầu như không còn, nhưng sắc mặt nàng lại vô cùng bình tĩnh, không có vẻ phẫn nộ nào. Đương nhiên, chủ yếu là nàng không dám. Nàng không ngu, nếu như nàng dám lộ ra phẫn nộ, sau một khắc, đầu nàng sẽ bay ra ngoài. Dương Diệp thản nhiên nhìn đối phương. Cùng ca ca ngươi từng có gặp mặt một lần. Hắn còn có nói gì không? Gia Cát Vận hỏi. Bảo ta đừng đánh chủ ý ngươi. Dương Diệp nói. Gia Cát Vận. Đi thôi. Dương Diệp nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai mắt nhíu lại. Gia Cát Vận nhìn Dương Diệp một cái, sau đó xoay người rời đi. Gia Cát Vận đi rồi, Tiêu Biệt Ly đi tới bên cạnh Dương Diệp, đúng lúc này, hắn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nói. Có nắm chắc không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Phú Tịch đâu, ta không có gặp nàng. Đang bế quan. Tiêu Biệt Ly nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một cỗ uy áp cực kỳ cường đại đột nhiên từ phía chân trời áp xuống. Cái này, đây là hư giả cảnh. Tiêu Biệt Ly rung giọng nói. Rất nhanh, một lão giả từ phía chân trời chậm rãi hạ xuống. Nhìn thấy lão giả này, sắc mặt Dương Diệp âm trầm xuống, lão giả này đúng là ban đầu ở linh giới cùng đế nữ giao thủ, cũng là một hư giả cảnh chính thức lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Là ngươi. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt lão giả cũng âm trầm xuống. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lão giả tự nhiên nhận thức Dương Diệp, lúc trước Dương Diệp không chỉ diệt thiên đạo chi nhãn, còn giết tầm 10 thủ hạ của hắn, việc này để cho hắn trở thành trò cười trong liên minh thủ hộ giả. Phải biết, khi đó Dương Diệp mới bán thánh. Mà một bán thánh không chỉ giết 10 tên thủ hạ của hắn, cuối cùng còn từ trong tay hắn bình an rời đi. Tuy cái này nguyên nhân chủ yếu là vì đế nữ xuất thủ, nhưng ai sẽ quan tâm đi để ý những sự tình này. Mọi người chỉ biết, hắn một cường giả hư giả cảnh chính thức ngay cả một bán thánh cũng giết không được. Mà bây giờ, hắn không nghĩ tới, Dương Diệp không chỉ trở về, còn diệt linh giới thiên nhãn quy hắn quản hạt, còn giết 3 thủ hạ của hắn. Nghĩ đến đây, thần sắc lão giả hơi có vẻ dữ tợn. Dương Diệp, nếu ngươi một mực ẩn núp ở ngoại vực, vĩnh viễn không trở lại. Ta khả năng không có biện pháp làm gì người. Nhưng ngươi đã muốn trở về chịu chết, ta sẽ thanh toàn. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể cứu ngươi. Thanh âm rơi xuống, lão giả thò tay vỗ tới. Trưởng ra, một trưởng ấn khủng bố từ phía chân trời rơi xuống, trưởng ấn không chỉ bao phủ Dương Diệp, còn bao phủ toàn bộ Bạch Lộ giới. Hiển nhiên, hắn là muốn phá hủy cả Bạch Lộ giới. Bị cỗ uy áp này bao phủ. Toàn bộ Bạch Lộ giới đều sợ run. Khí thế của cường giả hư giả cảnh chính thức, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Đây là nghiền áp, bằng vào khí thế, liền nghiền đè ép tất cả mọi người. Không đúng, ngoại trừ Dương Diệp. Nhìn bàn tay khổng lồ rơi xuống, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, kiếm quang xé rách không gian, lập tức đâm vào bàn tay khổng lồ. Yên lặng một cái chớp mắt. Xuy. Ở trong ánh mắt của mọi người, bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, tốc độ của kiếm quang không giảm, đâm thẳng lão giả kia. Thời điểm bàn tay khổng lồ vỡ vụn, đồng tử của lão giả hơi co lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới một kích của mình lại bị Dương Diệp phá vỡ. Tuy hắn không có xuất toàn lực, nhưng đây cũng không phải một đế giả có thể phá vỡ a. Thu hồi một ít khinh thị, lão giả bước ra một bước, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn lan ra. Sau khi cổ khí thế này xuất hiện, không gian trong ngàn trượng lập tức run rẩy kịch liệt. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Sau khi cổ khí thế kia đụng phải kiếm quang của Dương Diệp, tựu như tuyết gặp dầu sôi, cổ khí thế kia bị kiếm quang cắt ra, tốc độ của kiếm quang y nguyên không giảm, đâm thẳng lão giả. Trong nội tâm lão giả kinh hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, mình đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp nghiêm trọng. Lúc này Dương Diệp, đã không phải Dương Diệp lúc trước ở trước mặt hắn không có sức hoàn thủ. Lão giả triệt để thu hồi lòng khinh thị, hai tay nắm chặt thành quyền, gầm lên một tiếng, sau đó oanh ra. Oanh! Dùng lão giả làm trung tâm, trong phạm vi ngàn trượng ầm ầm nghiền nát,
một cái hắc động thật lớn xuất hiện ở trên không bạch lộ giới. Tuy không gian rách nát, nhưng chiến đấu lại không có đình chỉ. Ở trong hắc động, Dương Diệp hóa thành kiếm quang đã đi tới trước mặt lão giả. Nhìn thấy một màn này, hai mắt lão giả nhíu lại, hắn không nghĩ tới Dương Diệp đã mạnh đến trình độ không sợ không gian hắc động thôn phệ. Tuy kiếm đã đi tới trước mặt lão giả, nhưng lần này sắc mặt lão giả lại cực kỳ bình tĩnh. Lão giả bước ra một bước, trong chốc lát, Dương Diệp hóa thành kiếm quang ngừng ngay tại chỗ, kiếm quang tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão giả. Thời gian pháp tắc, khóe miệng lão giả hiện ra vẻ mỉa mai. Dương Diệp, đã xong. Nói xong, hắn đánh về phía Dương Diệp một chưởng, mà lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Xác thực đã xong. Lão giả nhướng mày, đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Khi cỗ lực lượng này xuất hiện, Dương Diệp đột nhiên hóa thành kiếm quang xuyên qua trước ngực lão giả. Hai mắt lão giả trợn lên, ở trong mắt hắn là khiếp sợ, còn có nghi hoặc. Ngươi như thế nào, làm sao có thể? Xuy. Một đạo kiếm quang xuyên qua cái ót, thanh âm của lão giả lập tức im bặt. Xuất thủ tự nhiên là Dương Diệp, hắn không có hứng thú cùng lão giả nói nhảm, tay phải vung lên, thu thi thể của lão giả vào. Hư giả cảnh chính thức mạnh hơn khôi lỗi hư giả cảnh bình thường rất nhiều, ngày sau nếu khôi lỗi hy sinh, hoặc thực lực tăng lên, có thể luyện chế thành khôi lỗi. Chiến đấu chấm dứt. Theo Dương Diệp cùng lão giả xuất thủ, kỳ thật vẫn chưa tới trăm tức, mà thời gian ngắn ngủi như vậy, một cường giả hư giả cảnh chết rồi. Mọi người không biết thực lực chân chính của Dương Diệp lúc này, nhưng ấn tượng của bọn hắn đối với Dương Diệp còn dừng lại ở lúc trước, bởi vậy nhìn thấy Dương Diệp dễ dàng chém giết một hư giả cảnh. Trong nội tâm bọn hắn tự nhiên là vô cùng khiếp sợ. Không trung, thân hình Dương Diệp khẽ động, đi tới bên cạnh Tiêu Biệt Ly, lúc này, ở bên cạnh Tiêu Biệt Ly, hắn gặp được một thân ảnh quen thuộc, người này đúng là lúc trước từ Thanh Châu theo hắn, Hư Vô Thần. Đánh giá Hư Vô Thần, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc. Bán đế rồi hả? Hư Vô Thần cười hắc hắc. Vẫn không bằng ngươi, ngươi đã là đế giả rồi. Được một chút kỳ ngộ. Dương Diệp cười nói, xác thực, hắn có thể đạt tới đế giả nhanh như vậy, nói cho cùng là bởi vì ở Minh Mục Đại Lục. Ở chỗ đó tấn chức, so với ở linh giới tấn chức dễ dàng hơn nhiều lắm. Hư Vô Thần cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Lần này trở về có tính toán gì không? Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh cũng nhìn về phía Dương Diệp, đây cũng là bọn hắn muốn biết. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Tất cả mọi người theo ta đi. Chúng ta ly khai linh giới. Trước khi đến hắn cũng đã nghĩ kỹ, linh giới là địa bàn của Liên Minh thủ hộ giả, trừ khi tiêu diệt bọn hắn, bằng không người Bạch Lộc Thư Viện cùng Thanh Châu Cổ Kiếm Trai căn bản không thể sống ở chỗ này. Hơn nữa, nơi này là tiểu thế giới, không có tiền đồ phát triển. Cho nên trước khi đến hắn cũng đã quyết định, muốn đưa thế lực Thanh Châu cùng Bạch Lộc Thư Viện đến Minh Ngọc Đại Lục. Ly khai linh giới. Trong nội tâm Tiêu Biệt Ly cả kinh. Chúng ta ly khai linh giới có thể đi nơi nào? Minh Ngục Đại Lục. Dương Diệp nói xong, nói tình huống của Minh Ngục Đại Lục và Kiếm Minh cho đám người Tiêu Biệt Ly thoáng một phát. Sau khi biết được Dương Diệp đã sáng tạo ra hư ổ thế lực, hơn nữa thống nhất một thế giới, trong lòng đám người Tiêu Biệt Ly đã rung động đến tột đỉnh. Hồi lâu, Tiêu Biệt Ly đắng chát cười cười. Không nghĩ tới người phát triển tốc độ nhanh như vậy. Ở trong thời gian ngắn không chỉ thực lực tăng lên khủng bố, còn phát triển một thế lực, hơn nữa còn chiếm được một thế giới. Quá đả kích người. Một bên, Hư Vô Thần cũng cười khổ nói. Tiểu tử, Bạch Lộc Thư Viện đi Minh Ngục Đại Lục, là gia nhập Kiếm Minh của ngươi, hay là... Lúc này, Tiêu Linh đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Kiếm Minh là Kiếm Minh, Bạch Lộc Thư Viện là Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện đi Minh Ngục Đại Lục, không phải thế lực cấp dưới của Kiếm Minh, chỗ đó rất lớn, các ngươi có thể tự mình thu đệ tử. Hắn nói như vậy, ý nghĩa muốn phân ra một phần lợi ích ở Minh Ngục Đại Lục cho Bạch Lộc Thư Viện, bất quá cái này với hắn mà nói, cũng chỉ là lợi nhỏ ích, bởi vì mục tiêu của Kiếm Minh không đơn thuần là một thế giới, mà là vô số thế giới. Còn nữa, Bạch Lộc Thư Viện tương trợ hắn nhiều lần, có ân với hắn, loại sự tình dậu đổ bìm leo, chiếm đoạt Bạch Lộc Thư Viện này. Hắn tự nhiên làm không được. Nghe Dương Diệp nói, trong nội tâm Tiêu Biệt Ly thở dài một hơi. Vừa rồi Tiêu Linh hỏi, hắn cũng có chút bận tâm, lo lắng Dương Diệp yêu cầu Bạch Lộc Thư Viện nhập vào Kiếm Minh,
nếu như vậy, hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Bạch Lộc Thư Viện không phải sở hữu tư nhân của hắn, đây là truyền thừa vô số đời, nếu như nhập vào Kiếm Minh, vậy thì ý nghĩa trên đời không còn Bạch Lộc Thư Viện. Đây là hắn không muốn, Bạch Lộc Thư Viện rơi vào trên tay hắn, hắn tự nhiên không thể để cho Bạch Lộc Thư Viện biến mất. Bất quá cũng may, Dương Diệp không có yêu cầu làm như vậy, cái này để cho trong lòng hắn có chút ấm áp, Dương Diệp vẫn niệm tình xưa. Tiêu Linh khẽ gật đầu, cười nói. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời, sau đó nói. Tiêu viện trưởng, làm phiền ngươi phái người đi Thanh Châu, nói cho Thanh Châu cổ kiếm trai Lục Uyển Nhi cùng với Vân Hải Thư Viện Ngọc Vô Song, để cho bọn hắn hiện tại lập tức bỏ qua hết thảy, dùng tốc độ nhanh nhất mang người đạt tới bán thánh trở lên tới linh giới. Những người bình thường kia làm sao bây giờ? Tiêu Biệt Ly hỏi. Dương Diệp lắc đầu, người bình thường của Vân Hải Thành cùng Bạch Lộ giới sao mà nhiều. Hắn tự nhiên không thể mang tất cả mọi người đi, việc này không thực tế, hơn nữa, những người kia thực lực quá yếu, căn bản không cách nào ly khai linh giới, dù dùng truyền tống trận cũng không thể, bởi vì thực lực quá yếu, bọn hắn căn bản chịu không nổi truyền tống trận truyền tống. Tiêu Biệt Ly tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là mang đi hết cường giả, những người này ngày sau sinh tồn như thế nào. Đúng lúc này, Tiêu Linh nói, thủ hộ giả nhằm vào là chúng ta, có khả năng tạo thành uy hiếp với bọn họ, chỉ cần chúng ta rời đi, thủ hộ giả sẽ không làm khó những huyền giả bình thường kia. Trái lại, nếu chúng ta ở chỗ này, nhất định sẽ liên lụy bọn hắn. Tiêu Biệt Ly trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ta sẽ đi an bài. Nhớ rõ, phải nhanh. Dương Diệp nói. Sở dĩ vội vã như vậy, còn có một nguyên nhân, chính là trước kia Minh Nữ nói. Minh Nữ để cho hắn mau chóng mang người ly khai linh giới, tuy hắn không biết vì cái gì, nhưng hắn biết rõ, Minh Nữ tuyệt sẽ không hại hắn. Linh giới, khả năng sắp phát sinh đại sự gì? Mà một khi phát sinh đại sự, đối với người thực lực khá thấp mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hư Vô Thần nói. Vô Thần, ngươi là người Thanh Châu, ngươi theo Sĩ Hà đi Thanh Châu một chuyến. Hư Vô Thần gật đầu nói. Tốt, hiện tại ta liền đi. Nói xong, Hư Vô Thần quay người, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Hư Vô Thần vừa rời đi, hư không phía chân trời bỗng nhiên rung động. Ba người Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không, sau một lúc lâu, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tay Dương Diệp khẽ động, Táng Thiên xuất hiện, tay cầm trường kiếm, Dương Diệp nhìn hư không rung rung, lạnh nhạt nói. Không sao, hôm nay bọn hắn đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Liên minh thủ hộ giả tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Dương Diệp ở địa bàn bọn hắn diệt thiên đạo chi nhãn, càng giết người của bọn hắn có thể sẽ từ bỏ ý đó. Mà đối với Dương Diệp mà nói, lúc trước liên minh thủ hộ giả bức hắn đi, hiện lại hủy hứa hẹn, phái thế lực linh giới xuất thủ với Bạch Lộc Thư Viện, lại tương trợ thiên ma tinh vực vây công đế nữ, làm cho đế nữ lâm vào tuyệt cảnh. Có thể nói, dù liên minh thủ hộ giả buông tha hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua liên minh thủ hộ giả. Song phương đều sẽ không bỏ qua nhau, tự nhiên chỉ có một kết quả, cái kia chính là chiến. Không chung, Dương Diệp mặc một bộ thanh sam, hơi gió thổi tới, thanh sam bồng bềnh, trong lăng lệ ác liệt mang theo một tia phiêu giật cùng lạnh nhạt. Thần sắc hắn lạnh nhạt, trong mắt bình tĩnh lại coi thường, cầm kiếm mà đứng, dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại bộc lộ tài năng, phảng phất như muốn đâm thủng thiên địa, cho người một loại cảm giác không thể địch. Lúc trước người đặt cược, thành công rồi. Một bên, Tiêu Linh nhìn Dương Diệp nói khẽ. Hôm nay tuy Dương Diệp còn trẻ, nhưng đã là một tuyệt thế cường giả. Càng quan trọng hơn là, Dương Diệp niệm tình với Bạch Lộc Thư Viện. Tuy hôm nay thực lực Bạch Lộc Thư Viện đại giảm, nhưng có Dương Diệp bảo kê cùng giúp đỡ, Bạch Lộ Thư Viện muốn quay lại đỉnh phong, cũng không phải khó khăn gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải vượt qua cửa ải khó trước mắt. Tiêu Biệt Ly khẽ lắc đầu. Không phải đánh bạc, chỉ cảm thấy làm việc mình nên làm. Tiêu Linh khẽ cười nói. Vậy thì gọi là người tốt có tốt báo. Tiêu Biệt Ly lắc đầu cười cười, không nói gì. Ốt nờ hát. Lúc này, một cỗ uy áp đột nhiên nghiền áp đến, cỗ uy áp này rất mạnh, phảng phất như trời sập, làm người Bạch Lộ giới khí tức cứng lại, ngay cả hô chấp cũng không thể. Bất quá thoáng qua,
một cổ kiếm ý kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời, kiếm ý như nước lũ mang tất cả. Oanh! Phía chân trời im ắng bộc phát ra tiếng nổ lớn, ngay sau đó, cổ uy áp kinh khủng kia biến mất, mọi người Bạch Lộ giới lập tức cảm giác thân thể buông lỏng, khôi phục bình thường. Lúc này, một lão giả áo bào tím từ phía chân trời chậm rãi đi tới, lão giả mỗi đi một bước, không gian run lên kịch liệt, nổi lên từng đạo gợn sóng, phảng phất như chịu không nổi cước bộ của hắn. Bán thần! Sau khi Dương Diệp chém giết một vị hư giả cảnh chính thức, liên minh thủ hộ giả không có phái hư giả cảnh xuống tìm cái chết, mà phái ra cường giả bán thần. Liên minh thủ hộ giả không ngốc, một cường giả hư giả cảnh chính thức cũng bị đơn giản chém giết, bọn hắn làm sao có thể còn phái cường giả hư giả cảnh xuống. Thời điểm nhìn thấy lão giả, thần sắc của Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh cực kỳ ngưng trọng. Bọn hắn không biết trên hư giả cảnh có bán thần, dù sao không có tiếp xúc qua cấp độ này. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn biết, lão giả trước mắt mạnh hơn lúc trước không chỉ một cấp độ. Nói cách khác, đây là cường giả siêu việt hư giả cảnh. Hai người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng, còn nhiều thêm một tia lo lắng. Dương Diệp chỉ là một đế giả, hắn có thể chống đỡ được vị cường giả này sao? Dương Diệp! Ánh mắt của lão giả rơi vào trên người Dương Diệp. Không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này, lúc trước chúng ta nên không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi, đây là ta. Đã đến rồi, cần gì nói nhảm. Dương Diệp cắt đứt lão giả nói, sau đó hắn nắm kiếm chém ra. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng toàn bộ linh giới, một đạo kiếm khí phóng lên trời, đạo kiếm khí này nhanh đến mức tận cùng, mạnh đến mức tận cùng, kiếm khí xuất hiện. Không gian trực tiếp bị xé nứt, nát bấy. Cùng lúc đó, mấy vạn dặm không gian rách ra, bất quá bị Dương Diệp tự mình chữa trị. Linh giới là tiểu thế giới, không gian cực kỳ bạc nhược yếu kém, căn bản chịu không nổi lực lượng của hắn, nếu như hắn không chữa trị, những không gian này sẽ sụp đổ, không gian chung quanh sụp đổ, đối với người Bạch Lộ giới mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Không chung, kiếm khí biến mất, lão giả đứng tại nguyên chỗ. Lão già nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó tin, còn có một tia không cam lòng. Không nghĩ tới ngươi đã mạnh đến loại trình độ này. Thanh âm rơi xuống, thời gian dần trôi qua, ở trong ánh mắt của mọi người, thân thể lão già mờ đi, rất nhanh, thân thể lão già hóa thành hư vô, triệt để biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chết rồi hả? Phía dưới đám người Tiêu Biệt Ly sững sờ, hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Vị lão già kia chết rồi. Bị Dương Diệp một kiếm miểu sát rồi. Đối với thực lực của Dương Diệp, mọi người lại có một nhận thức mới. Không chung, sắc mặt Dương Diệp hơi trắng, tuy hiện tại hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức đã không như lúc trước bị cắn trả tàn phế, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Một kiếm này, dùng cơ hồ một nửa huyền khí trong cơ thể hắn, hơn nữa là duy nhất một lần dùng xong, cái này để cho hắn cảm giác hư nhược, loại cảm giác này, giống như đói bụng thật lâu. Bất quá cũng may. So sánh với trước kia, hiện tại di chứng dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cơ hồ có thể không cần tính. Tuy Dương Diệp một kiếm chém giết lão giả kia, nhưng thần sắc của Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại Liên minh thủ hộ giả đã tinh tường nhận thức đến thực lực của Dương Diệp. Nói cách khác, nếu Liên minh thủ hộ giả phái người mà nói, khẳng định phải mạnh hơn lão giả kia nữa. Hiện tại chiến đấu mới thật sự là bắt đầu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiêu Biệt Ly. Viện trưởng, võ tông ở nơi nào? Lần này tới linh giới, hắn tự nhiên muốn tiếp An Nam Tĩnh đi. Ngươi muốn đi võ tông? Tiêu Biệt Ly hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tiêu Biệt Ly nói. Ta mang ngươi đi. Nói xong, hai người biến mất ở trên không trung. Ngươi không phải là muốn tìm võ tông gây sự chứ? Trên đường, Tiêu Biệt Ly đột nhiên hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Dương Diệp nói, chẳng lẽ lúc này bọn hắn cũng tham dự vây công Bạch Lộc Thư Viện chúng ta? Không có, Tiêu Biệt Ly nói. Bất quá, liên minh thủ hộ giả khẳng định có ám chỉ qua bọn hắn, nhưng bọn hắn không có xuất thủ với chúng ta, trái lại, còn nhiều lần vụng trộm giúp bọn ta. Bọn hắn không sợ liên minh thủ hộ giả. Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Đây cũng là ta hiếu kỳ. Tiêu Biệt Ly nói. Bất quá. Bất kể như thế nào, bọn hắn tương trợ qua chúng ta, nếu như có thể mà nói, người đừng diệt người ta. Dương Diệp ngẩn người, lập tức lắc đầu cười cười. Viện trưởng, xem ngươi nói,
Dương Diệp ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, lần này đi, là muốn tiếp bằng hữu trở lại. Như vậy cũng tốt, Tiêu Biệt Ly cười nói. Lần này hắn muốn theo, chính là sợ Dương Diệp giết điên rồi, ngay cả võ tông cũng tiêu diệt. Dương Diệp cười cười, hiện tại hắn ở trong mắt Tiêu Biệt Ly, đã là một tên điên sát nhân rồi. Lúc này, Tiêu Biệt Ly lại nói. Võ tông ở linh giới so với U Minh Điện cùng tà phái, thì thanh danh tương đối ít hơn nhiều, thực lực cũng yếu hơn rất nhiều. Nhưng thế lực này khả năng không đơn giản như vậy, bởi vì bất kể là U Minh Điện hay tà phái, tựa hồ đều không có trêu chọc qua bọn hắn. U Minh Điện thì đừng nói, cái thế lực này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ cần không đi trêu chọc các nàng rất ít đi tìm người phiền toái. Nhưng tà phái, bọn hắn lại cùng võ tông có mấy lần ma sát, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Dương Diệp lắc đầu. Chỉ cần an nam tĩnh vô sự là tốt rồi. Võ tông mạnh yếu, hắn không quan tâm, hắn quan tâm chính là an nam tĩnh. Lần này hắn quyết định để cho an nam tĩnh theo bên cạnh hắn, không cùng nàng chia lìa nữa. Trước kia thực lực của hắn không đủ, an nam tĩnh đến võ tông, có thể đạt được bảo hộ. Nhưng hiện tại, hắn đã có năng lực bảo hộ an nam tĩnh. Kỳ thật, an nam tĩnh khả năng không cần hắn bảo hộ, thiên phú của an nam tĩnh cực kỳ tốt. An nam tĩnh không giống đám người minh nữ là chuyển thế trọng sinh, một khi các nàng thức tỉnh, dù không tu luyện, thực lực cũng tăng dài. Nhưng an nam tĩnh bất đồng, nàng không có trí nhớ kiếp trước, nàng là chân chính dựa vào cố gắng cùng thiên phú của mình phát triển đến trở thành võ thần. Cho nên, theo như Dương Diệp suy đoán, hiện tại thực lực của an nam tĩnh có lẽ cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đương nhiên, an nam tĩnh trở nên mạnh mẽ, đối với hắn tự nhiên là chuyện tốt. Đã có an nam tĩnh gia nhập, về sau dù hắn không ở kiếm minh, hắn cũng có thể yên tâm. An nam tĩnh là hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tiêu Biệt Ly đi tới võ tông. Hai người tự nhiên không có trực tiếp xông võ tông, tuy bọn hắn có thực lực này, nhưng như thế không khỏi quá khinh người rồi. Võ tông thành lập ở trên một ngọn núi, đỉnh núi, cung điện vô số, xa hoa khí phái, bắt mắt nhất là một tượng đá ở lối vào. Tượng đá cực cao, gần trăm trượng, tượng đá là một trung niên nam tử, hai tay trung niên nam tử thả lỏng ở phía sau, ngẩng đầu nhìn chân trời, ánh mắt coi thường thiên địa, mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng toàn thân lại tràn đầy bá khí. Cái này là tổ sư khai phái của võ tông, Lạc Vô Trần. Bên cạnh Dương Diệp, Tiêu Biệt Ly nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua pho tượng kia, khẽ gật đầu, không nói gì. Rất nhanh, trong võ tông vọt lên một cột sáng. Sau đó một lão giả đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Tiêu Biệt Ly. Lão giả này Dương Diệp nhận thức, đúng là Vũ Nguyên lúc trước. Nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc của Vũ Nguyên vô cùng ngưng trọng, trước kia mặc dù Võ Tông không có phái người đi diệt Bạch Lộc Thư Viện, nhưng chuyện phát sinh ở Bạch Lộ Giới, Võ Tông lại biết. Tứ đại thế gia, tà phái từng ở linh giới uy phong lẫm lẫm, ngoại trừ Mộ gia, đã trở thành lịch sử rồi. Vũ Nguyên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Biệt Ly cười nói. Vũ Nguyên khẽ gật đầu nói. Chúc mừng. Lúc trước Bạch Lộc Thư Viện cứu Dương Diệp, cơ hồ khiến Bạch Lộc Thư Viện bị diệt. Lúc kia, rất nhiều người đều nói Tiêu Biệt Ly ngu xuẩn, vì một đệ tử cùng nhiều thế lực như vậy là địch. Nhưng hiện tại không biết có bao nhiêu người hâm mộ Tiêu Biệt Ly. Có một đệ tử khủng bố như vậy, Bạch Lộc Thư Viện muốn trở lại đỉnh phong năm đó, căn bản không phải việc khó gì. Dù sao hiện tại Dương Diệp, so với tổ sư Bạch Lộc Thư Viện năm đó thì chói mắt hơn nhiều. Tiêu Biệt Ly cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Chúng ta là tới tìm nữ oa kia, chính là An Nam Tĩnh. Nghe vậy, sắc mặt Vũ Nguyên có chút mất tự nhiên. Phát giác được một màn này, Dương Diệp nhướng mày. Như thế nào? Vũ Nguyên do dự, sau đó nói. Nàng đi. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp bừng lên. Vũ Nguyên bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Nói xong, hai người biến mất ở trên không trung. Ngươi không phải là muốn tìm võ tông gây sự chứ? Trên đường, Tiêu Biệt Ly đột nhiên hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Dương Diệp nói. Chẳng lẽ lúc này bọn hắn cũng tham dự vây công Bạch Lộc Thư Viện chúng ta? Không có. Tiêu Biệt Ly nói. Bất quá, liên minh thủ hộ giả khẳng định có ám chỉ qua bọn hắn. Nhưng bọn hắn không có xuất thủ với chúng ta, trái lại, còn nhiều lần vụng trộm giúp bọn ta.
Bọn hắn không sợ liên minh thủ hộ giả. Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Đây cũng là ta hiếu kỳ. Tiêu Biệt Ly nói. Bất quá, bất kể như thế nào, bọn hắn tương trợ qua chúng ta, nếu như có thể mà nói, người đừng diệt người ta. Dương Diệp ngẩn người, lập tức lắc đầu cười cười. Viện trưởng, xem ngươi nói, Dương Diệp ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, lần này đi, là muốn tiếp bằng hữu trở lại. Như vậy cũng tốt. Tiêu Biệt Ly cười nói. Lần này hắn muốn theo, chính là sợ Dương Diệp giết điên rồi, ngay cả võ tông cũng tiêu diệt. Dương Diệp cười cười, hiện tại hắn ở trong mắt Tiêu Biệt Ly, đã là một tên điên sát nhân rồi. Lúc này, Tiêu Biệt Ly lại nói. Võ tông ở linh giới so với U Minh Điện cùng tà phái, thì thanh danh tương đối ít hơn nhiều, thực lực cũng yếu hơn rất nhiều. Nhưng thế lực này khả năng không đơn giản như vậy, bởi vì bất kể là U Minh Điện hay tà phái, tựa hồ đều không có trêu chọc qua bọn hắn. U Minh Điện thì đừng nói, cái thế lực này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ cần không đi trêu chọc các nàng rất ít đi tìm người phiền toái. Nhưng tà phái, bọn hắn lại cùng võ tông có mấy lần ma sát, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Dương Diệp lắc đầu. Chỉ cần an nam tĩnh vô sự là tốt rồi. Võ tông mạnh yếu, hắn không quan tâm, hắn quan tâm chính là an nam tĩnh. Lần này hắn quyết định để cho an nam tĩnh theo bên cạnh hắn, không cùng nàng chia lìa nữa. Trước kia thực lực của hắn không đủ, an nam tĩnh đến võ tông, có thể đạt được bảo hộ. Nhưng hiện tại, hắn đã có năng lực bảo hộ an nam tĩnh. Kỳ thật, an nam tĩnh khả năng không cần hắn bảo hộ, thiên phú của an nam tĩnh cực kỳ tốt. An nam tĩnh không giống đám người minh nữ là chuyển thế trọng sinh, một khi các nàng thức tỉnh, dù không tu luyện, thực lực cũng tăng dài. Nhưng an nam tĩnh bất đồng, nàng không có trí nhớ kiếp trước, nàng là chân chính dựa vào cố gắng cùng thiên phú của mình phát triển đến trở thành võ thần. Cho nên, theo như Dương Diệp suy đoán, hiện tại thực lực của an nam tĩnh có lẽ cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đương nhiên, an nam tĩnh trở nên mạnh mẽ, đối với hắn tự nhiên là chuyện tốt. Đã có an nam tĩnh gia nhập, về sau dù hắn không ở kiếm minh, hắn cũng có thể yên tâm. An nam tĩnh là hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Tiêu Biệt Ly đi tới võ tông. Hai người tự nhiên không có trực tiếp xông võ tông, tuy bọn hắn có thực lực này, nhưng như thế không khỏi quá khinh người rồi. Võ tông thành lập ở trên một ngọn núi, đỉnh núi, cung điện vô số, xa hoa khí phái, bắt mắt nhất là một tượng đá ở lối vào. Tượng đá cực cao, gần trăm trượng, tượng đá là một trung niên nam tử. Hai tay trung niên nam tử thả lỏng ở phía sau, ngẩng đầu nhìn chân trời, ánh mắt coi thường thiên địa, mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng toàn thân lại tràn đầy bá khí. Cái này là tổ sư khai phái của võ tông, Lạc Vô Trần. Bên cạnh Dương Diệp, Tiêu Biệt Ly nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua pho tượng kia, khẽ gật đầu, không nói gì. Rất nhanh, trong võ tông vọt lên một cột sáng, sau đó một lão giả đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Tiêu Biệt Ly. Lão giả này Dương Diệp nhận thức, đúng là Vũ Nguyên lúc trước. Nhìn thấy Dương Diệp, thần sắc của Vũ Nguyên vô cùng ngưng trọng, trước kia mặc dù Võ Tông không có phái người đi diệt Bạch Lộc Thư Viện, nhưng chuyện phát sinh ở Bạch Lộ Giới, Võ Tông lại biết. Tứ đại thế gia, tà phái từng ở linh giới uy phong lẫm lẫm, ngoại trừ Mộ gia, đã trở thành lịch sử rồi. Vũ Nguyên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Biệt Ly cười nói. Vũ Nguyên khẽ gật đầu nói. Chúc mừng. Lúc trước Bạch Lộc Thư Viện cứu Dương Diệp, cơ hồ khiến Bạch Lộc Thư Viện bị diệt, lúc kia, rất nhiều người đều nói Tiêu Biệt Ly ngu xuẩn, vì một đệ tử cùng nhiều thế lực như vậy là địch. Nhưng hiện tại không biết có bao nhiêu người hâm mộ Tiêu Biệt Ly. Có một đệ tử khủng bố như vậy, Bạch Lộc Thư Viện muốn trở lại đỉnh phong năm đó, căn bản không phải việc khó gì. Dù sao hiện tại Dương Diệp, so với tổ sư Bạch Lộc Thư Viện năm đó thì chói mắt hơn nhiều. Tiêu Biệt Ly cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Chúng ta là tới tìm nữ oa kia, chính là An Nam Tĩnh. Nghe vậy, sắc mặt Vũ Nguyên có chút mất tự nhiên. Phát giác được một màn này, Dương Diệp nhướng mày. Như thế nào? Vũ Nguyên do dự, sau đó nói. Nàng đi. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp bừng lên, Vũ Nguyên bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Tỉnh táo một chút. Vũ Nguyên vội vàng nói. Ta nói là nàng không ở linh giới, không phải nàng đã xảy ra chuyện. Nghe vậy,
quanh người Dương Diệp phát ra sát ý lập tức rụt trở về. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Vũ Nguyên thở dài một hơi, vừa rồi Dương Diệp là muốn giết người a. Nàng không ở linh giới. Dương Diệp nhíu mày. Vũ Nguyên nhẹ gật đầu nói. Nàng cùng sự thúc ta đi thần võ đại lục của Chân Vũ Tinh Vực. Chân Vũ Tinh Vực, thần võ đại lục, nói rõ ràng. Dương Diệp trầm giọng nói. Vũ Nguyên nói. Thiên phú của nàng quá kinh khủng, học cái gì đều học thật nhanh, ở trên võ đạo, càng là một điểm tự thông. Cũng không lâu lắm, sư thúc ta đã không có gì có thể dạy nàng. Cũng chính bởi vì như thế, nàng lâm vào một bình cảnh. Vì không chậm trễ nàng, sư thúc quyết định đột phá đế giả, sau đó mang nàng đi Chân Vũ Tinh Vực thần võ đại lục. Nói đến đây, Vũ Nguyên dừng một chút, sau đó lại nói. Kỳ thật, linh giới võ tông, chỉ là một chi nhánh. Các ngươi chỉ là một chi nhánh. Một bên, Tiêu Biệt Ly nhíu mày hỏi. Vũ Nguyên nhẹ gật đầu nói. Chân Vũ Tinh Vực thần võ đại lục là một chung thế giới, chỗ đó, là thế giới võ giả, cũng là tổng bộ của võ tông chúng ta. Lúc trước vì phát triển, cao tầng võ tông quyết định phái người tiến về từng thế giới tạo cơ sở, thay võ tông mời chào thiên tài. An Nam tính thiên phú dị bẩm, ngộ tính càng làm cho người ta sợ hãi, chúng ta ở đây đã không dung được nàng. Cho nên sư thúc chỉ có thể mang nàng tiến về tổng bộ võ tông, tại đó, nàng có thể có được bồi dưỡng tốt hơn. Chân Vũ Tinh Vực. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, một bên, Vũ Nguyên nheo mắt, cho rằng Dương Diệp tức giận, vội vàng nói. Dương Diệp, võ tông ta tuyệt sẽ không hại nàng. Dùng thiên phú của nàng, võ tông ở thần võ đại lục sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng bồi dưỡng nàng. Một tông môn để ý nhất là cái gì? Tự nhiên là thiên tài. Bởi vì chỉ có thiên tài liên tục không ngừng, mới có thể bảo trì một tông môn trường thịnh không suy, thậm chí cao hơn một bậc. Một tông môn mặc kệ mạnh như thế nào, nhưng nếu như một đời trẻ tuổi không được, không có thiên tài, như vậy kết quả cuối cùng là xuống dốc, thậm chí diệt vong. Cho nên, một tông môn nếu xuất hiện một thiên tài chính thức, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tông môn đều bồi dưỡng, ngay cả thiên tài này đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tông môn cũng phái cường giả âm thầm bảo hộ. Dương Diệp tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn không có tức giận. Tuy hắn hy vọng An Nam Tĩnh ở bên cạnh hắn, nhưng An Nam Tĩnh không phải vật sở hữu tư nhân của hắn. Hơn nữa, An Nam Tĩnh cũng có nhân sinh cùng với vận mệnh của mình. Chỉ cần nàng bình an là tốt rồi. Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn Vũ Nguyên ôm quyền. Lúc trước ta lỗ mãng rồi, thật có lỗi. Lúc trước Vũ Nguyên từng trượng nghĩa mở miệng tương trợ qua, ân tình này, hắn một mực nhớ kỹ. Trước kia sở dĩ thất thố, là vì hắn cho rằng An Nam Tĩnh đã xảy ra chuyện. Vũ Nguyên lắc đầu nói. Trước kia là ta nói sai, không có nói rõ ràng, không trách ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn đã phát triển đến loại tình trạng này. Dương Diệp đi rồi, Vũ Nguyên đắng chát cười cười. Hai năm trước. Dương Diệp mới bán thánh, khi đó tuy thiên phú của Dương Diệp không tồi, thực lực cũng không tệ, nhưng đối với hắn còn không có uy hiếp gì. Mà bây giờ, Dương Diệp đã phát triển đến tình trạng hắn cơ hồ phải nhìn lên. Tiêu Biệt Ly cười nói. An nha đầu đoán chừng cũng rất mạnh a. Vũ Nguyên nhẹ gật đầu nói. Nàng đi vào võ tông vẫn chưa tới mấy tháng, lão phu đã không phải đối thủ của nàng, ngay cả sư thúc cũng khó đánh bại nàng. Nàng là thể chất võ thần. Thể chất võ thần chính thức. Hiện tại nàng về thần võ đại lục, ở đó khẳng định đã nhận được tông môn toàn lực bồi dưỡng, nàng bây giờ, khả năng cũng đạt tới một trình độ khủng bố. Ngươi nói nàng cùng Dương Diệp, ai lợi hại? Tiêu Biệt Ly bỗng nhiên nói. Vũ Nguyên nao nao, lập tức lắc đầu. Không biết, bất quá ngươi nói như vậy, ta ngược lại hy vọng hai người bọn họ có thể so một hồi, cái kia khẳng định rất đặc sắc. Ta cũng rất chờ mong. Tiêu Biệt Ly cười cười, giống như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói. Ngươi cũng thấy đấy, Dương Diệp có cảm tình với nữ oa kia đối với Dương Diệp cũng thế. Nếu ngày sau bọn hắn muốn cùng một chỗ, võ tông các ngươi sẽ không bổng đánh uyên ương chứ. Ngươi cũng thấy đấy, Dương Diệp này là một người điên, nếu bọn hắn dám làm như thế, ai cũng quản không nổi đấy. Vũ Nguyên cười khổ, sau đó nói. Không thể không nói. Ngươi lo lắng là rất có lý. Ai, bất kể như thế nào, hy vọng không có ngày đó.
Thực lực võ tông ở thần võ đại lục tự nhiên không cần phải nói, nhưng tục ngữ nói rất hay, không ai mãi mãi hèn, Dương Diệp sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào, ai cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần hắn không vẫn lạc, ngày sau tất nhiên sẽ là một siêu cấp cường giả. Loại thiên tài này, chỉ sợ coi như võ tông thần võ đại lục cũng không dám đơn giản đắc tội. Kết quả tốt nhất là võ tông thần võ đại lục thành toàn Dương Diệp cùng An Nam tính, kể từ đó, võ tông không chỉ không đắc tội một vị thiên tài, còn lôi kéo được một vị tuyệt thế thiên tài, đây là kết quả tốt nhất. Nhưng hắn sợ đúng là thần võ đại lục võ tông đánh giá thấp Dương Diệp. Phải biết, như loại tông môn này, đều à cao cao tại thượng, ưa thích bao quát người khác. Mà tính tình của Dương Diệp lại thuộc về loại ngươi để cho ta khó chịu, ta sẽ cho ngươi càng không thoải mái. Cho nên nếu gây chuyện không tốt, không phải Dương Diệp bi kịch, mà là võ tông bi kịch. Tiêu Biệt Ly giống như cũng nghĩ đến điểm ấy, lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Hiện tại hắn nên lo lắng không phải tương lai, mà hiện tại Bạch Lộc Thư Viện phải làm sao vượt qua cửa ải khó lúc này. Cường giả liên minh thủ hộ giả đại khái lúc nào đến? Trên đường, Tiêu Biệt Ly hỏi. Không biết. Dương Diệp nói. Bất quá sẽ rất nhanh. Hắn chém giết tên bán thần kia, lúc này liên minh thủ hộ giả có lẽ hiểu được thực lực của hắn, nếu như đối phương muốn giết hắn, chắc chắn sẽ không phát bán thần, hoặc là nói, sẽ không phải một bán thần đến. Về phần đối phương có thể phái thần giả cảnh chính thức xuống hay không, hắn không biết. Bất quá, dù đối phương phái thần giả cảnh chính thức xuống, hắn cũng không sợ. Không có gì là một đạo trảm thiên bạt kiếm thuật không thể giải quyết, nếu có, vậy thì hai kiếm. Trở lại Bạch Lộc Thư Viện, Dương Diệp đi tới ngoài phòng tu luyện của Hiểu Vũ Tịch, hắn cũng không có đi vào quấy rầy Hiểu Vũ Tịch. Nhìn phòng tu luyện trước mặt, thần sắc Dương Diệp dần dần nhu hòa xuống, trong mắt lạnh lùng cũng biến thành nhu hòa. Bên trong, là vợ của hắn, ly khai 2 năm rồi, hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch rồi. Từ huyền giả đại lục đến bây giờ, đoạn đường này, bất kể là Hiểu Vũ Tịch hay An Nam Tĩnh cùng với Lục Uyển Nhi, đi theo hắn ăn rất nhiều khổ. Đặc biệt là Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh đã từng bị phế bỏ tu vi, còn chặt hai tay. Mà Hiểu Vũ Tịch thì bị xóa đi trí nhớ, đối với các nàng, hắn ngoại trừ yêu, còn có áy náy. Bởi vì đều là nữ nhân của hắn, mà các nàng lại nhiều lần gặp chuyện không may. Một nam nhân nếu như không thể hảo hảo bảo hộ nữ nhân của mình, coi như là nam nhân sao? Lúc này đây, hắn quyết định mang Hiểu Vũ Tịch cùng Lục Uyển Nhi theo bên người. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, vậy hãy để cho Dương Diệp hắn chết trước. Thời gian không ngừng trôi qua, ước chừng qua 3 canh giờ, cửa phòng tu luyện chậm rãi mở ra, Hiểu Vũ Tịch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này Hiểu Vũ Tịch đang mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ, còn có mái tóc bạc giống như tuyết trắng. Đẹp! Đẹp không nhiễm một hạt bụi, đẹp không giống nữ tử nhân gian. Đây là vợ của hắn. Khi thấy Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch nao nao, run run mấy tức, nàng nói khẽ. Trở lại rồi. Thanh âm run khẽ. Dương Diệp đi tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch, sau đó ôm nàng vào trong ngực, vòng eo của Hiểu Vũ Tịch cực kỳ mềm, tựa như không có xương. Trên người Hiểu Vũ Tịch tản ra mùi thơm nhàn nhạt, không phải hương phấn, mà là mùi thơm của cơ thể. Dương Diệp không nói gì, chỉ ôm Hiểu Vũ Tịch thật chặt, tham lam ngửi mùi thơm trên người nàng phát ra. Thân thể mềm mại của Hiểu Vũ Tịch mới đầu có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh mềm nhũn ra, sau đó hai tay nàng cũng ôm Dương Diệp. Lúc trước Dương Diệp bị lưu đày, một khắc này, nàng cảm giác trời sụp đổ. Vô số ngày đêm lo lắng, lúc này trong nội tâm nàng rốt cục thả lỏng. Dương Diệp không có việc gì. Hắn còn sống trở về rồi. Hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy ôm thật chặt. Qua hồi lâu, Dương Diệp buông Hiểu Vũ Tịch ra. Sau đó đánh giá Hiểu Vũ Tịch, nói khẽ. Bán đế rồi. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu. Thế nhưng ngươi đã là đế giả rồi. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hiểu Vũ Tịch. Về sau không ai có thể tách chúng ta ra. Hiểu Vũ Tịch nắm tay Dương Diệp, nói khẽ. 2 năm qua ở bên ngoài, ăn thật nhiều khổ a. Đáng giá. Dương Diệp nói. Tuy ở Minh Ngục Đại Lục nhiều lần thiếu chút nữa chết, bất quá cũng may. Một lần lại một lần gặp trắc trở làm cho hắn không ngừng phát triển, hơn nữa, ở Minh Ngục Đại Lục, hắn còn đạt đến đế giả. Hiểu Vũ Tịch không nói gì, nàng ôm Dương Diệp, ôm thật chặt. Một lát sau,
Dương Diệp bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng, thân thể mềm mại của Hiểu Vũ Tịch khẽ run lên, bất quá rất nhanh liền trầm tĩnh lại, sau đó tùy ý Dương Diệp cướp đoạt. Hôn một hồi, Dương Diệp nới lỏng ra, sau đó nói khẽ. Vũ Tịch, ta muốn. Hiểu Vũ Tịch cúi đầu, không nói gì, chỉ là bàn tay như ngọc trắng nắm lại. Dương Diệp cũng không có hỏi lần hai, bế Hiểu Vũ Tịch tiến vào phòng tu luyện, sau đó kiếm ý xuất hiện ở ngoài phòng, triệt để bao phủ cả phòng tu luyện. Lúc này, coi như là bán thần cũng không thể dùng thần thức xuyên qua phòng tu luyện. Trong phòng, quần áo tung bay, ngọc thể ngang dọc, xuân quang thu hết vào mắt, hô hấp dồn dập, hai mắt mê ly, muốn nói còn xấu hổ mặc quân hái. Ngàn dặm tập sát, tay vượt qua hai ngọn núi, vuốt xuống vùng bụng bóng loáng, suối cốc róc rách, cỏ xanh tươi tốt, hắn đang muốn cầm thương lên ngựa. Lúc này, oanh, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, mấy đạo uy áp bao phủ Bạch Lộ giới. Người trong liên minh thủ hộ giả đến rồi. Mẹ nó, trong mật thất, một thanh âm ẩn chứa nộ khí vô tận vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm khí từ trong phòng tu luyện trùng thiên, đâm phá chân trời. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, a a, ta hận. Trên không Bạch Lộ giới, có ba lão giả. Đều là bán thần. Ở đối diện ba lão giả, là Dương Diệp. Lúc này sắc mặt Dương Diệp lạnh như hàn băng, trên người sát ý như thực chất. Lúc này Dương Diệp tự nhiên là muốn sát nhân, ở thời khắc mấu chốt bị người đánh gãy, là nam nhân đều sẽ muốn giết người. Phải, giết, nhanh giết rồi về làm việc cho ta, nhanh. Ngươi chính là Dương Diệp. Lão giả hoa bào cầm đầu ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Dương con mẹ ngươi. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông. Theo tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí từ trong cổ sao thoáng hiện, sau đó chạm tới lão giả hoa bào. Ba lão giả biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp không nói hai lời liền động thủ, có chút không theo như sáo lộ a. Thoáng qua, sắc mặt ba người đều âm trầm lên, Dương Diệp không khỏi quá kiêu ngạo đi, bất quá rất nhanh, sắc mặt ba người thay đổi. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra đạo kiếm khí kia của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng cường đại. Ba người kinh hãi. Ba người phản ứng không chậm, ba cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể bừng lên, sau đó oanh tới, cùng lúc đó, ba người vội vàng xuất thủ, hai đạo quyền ấn cùng một bàn tay theo sát khí thế oanh tới kiếm khí của Dương Diệp. Xuy, ba cổ khí thế gặp được kiếm khí của Dương Diệp, bị kiếm khí chém vỡ ra, tốc độ kiếm khí không giảm, trực tiếp bổ về phía hai quyền ấn cùng trường ấn. Oanh, hai quyền ấn cùng trường ấn ầm ầm tiêu tán, mà kiếm khí lại chưa tiêu tán. Chỉ thoáng mở đi một ít. Kiếm khí dừng một chút, sau một khắc trực tiếp chém về phía ba lão giả. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm ba lão giả đã không phải kinh hãi, mà hoảng hốt, tuy trước khi ba người đến đã biết thực lực của Dương Diệp đã có thể giết bán thần, nhưng bọn hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp đã cường đến loại trình độ này. Ba người không dám có chút chủ quan, đồng loạt ra tay. Oanh! Phía chân trời, đột nhiên truyền đến một thanh âm nổ vang. Sau đó một lão giả bay ra ngoài, sau khi lão giả bay ra mấy ngàn trượng, thân thể của hắn đột nhiên oanh một tiếng nổ ra, hóa thành thịt nát cùng huyết vũ đầy trời. Nhìn thấy một màn này, hai lão giả còn lại sắc mặt cực kỳ khó coi, ngoại trừ khó coi, còn có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Bọn hắn không nghĩ tới, ba người mình liên thủ cũng không thể ngăn cản một kiếm của Dương Diệp. Một kiếm này, quá mạnh mẽ, giết ai ai chết. Phía dưới. Dương Diệp nhìn về phía hai lão giả còn lại, thấy Dương Diệp nhìn tới, hai lão giả kia nheo mắt, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thần kỳ chính là, Dương Diệp không có tiếp tục xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ, vừa rồi hắn thi triển là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính, một kiếm này, trực tiếp rút đi 2/3 huyền khí trong cơ thể hắn. Lúc trước sau khi xuất kiếm, hắn liền lấy ra tiên tinh thạch nuốt vào, tuy khôi phục có chút chậm, nhưng với hắn mà nói, có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu. Dương Diệp nhìn lướt qua hai người, sau đó lạnh nhạt nói. Các ngươi tìm ta. Hai lão giả. Tìm ta mà nói, có việc mau nói. Các ngươi không nói, ta làm sao biết các ngươi có việc. Dương Diệp nói. Hai người nhìn nhau, lão giả hắc bào trầm giọng nói. Dương Diệp, lúc trước chúng ta thả ngươi một con đường sống, ngươi lại không biết mang ơn, vậy mà trở về linh giới diệt thiên đạo chi nhãn, còn giết người của chúng ta. Dương Diệp.
Cử động lần này của ngươi là khai chiến với liên minh thủ hộ giả chúng ta, ngươi biết không? Thả ta một con đường sống. Dương Diệp nở nụ cười. Tất cả mọi người là người thông minh, đừng đùa cái này được không? Lúc trước nếu không phải bằng hữu ta tương trợ, chỉ sợ ta sớm đã chết ở trong tay các ngươi đi à nha. Còn nữa, các ngươi từng nói, trong 3 năm không động Bạch Lộc Thư Viện, nhưng kết quả thì sao? Kết quả mới qua 1 năm, các ngươi không ngừng phái thế lực linh giới đối phó Bạch Lộc Thư Viện, đừng nói với ta những người kia đến diệt Bạch Lộc Thư Viện không phải các ngươi bày mưu đặt kế. Nói xong, Dương Diệp nhún vai, lại nói. Cho nên, chúng ta cũng đừng kéo những sự tình này. Nói thẳng ý đồ đến của các ngươi đi. Ý đồ đến. Sắc mặt hai lão giả có chút mất tự nhiên, bọn hắn tự nhiên là tới giết Dương Diệp. Nhưng vừa thấy mặt, lời còn chưa nói một câu, Dương Diệp đã giết một cường giả. Cái này còn giết Dương Diệp thế nào? Hai lão giả trầm mặc. Hiện tại bầy ở trước mặt bọn họ có hai con đường, một là xuất thủ, hai là trước rút lui, trở về để cho cường giả thần giả cảnh đến. Hai người nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, hai người không nói gì, mà thân hình khẽ động, lao về phía chân trời. Hai người lựa chọn đi. Thời điểm Dương Diệp ra tay, hai người bọn họ đã biết rõ, lúc này Dương Diệp đã không phải bán thần có thể diệt sát được. Ba người bọn họ liên thủ cũng không ngăn trở được một kiếm của Dương Diệp, hiện tại chỉ còn lại hai người, bọn hắn làm sao ngăn cản. Tuy hai người cũng tin tưởng, loại kiếm kỹ cường đại này, Dương Diệp tuyệt đối không thể vô hạn thi triển, nhất định là có hạn chế. Nhưng ai biết Dương Diệp còn có thể thi triển mấy lần? Không nhiều lắm, chỉ cần Dương Diệp có thể thi triển hai lần, như vậy hai người bọn họ sẽ nằm ngủ ở chỗ này. Cho nên, hai người quyết đoán lựa chọn rút lui. Ông, ngay thời điểm hai người rút lui, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng kiếm minh, ngay sau đó, một đạo kiếm khí phóng lên, trực tiếp chui vào chân trời. Phía chân trời, một lão giả thân thể cứng ngắc, sau đó thân thể lão giả từ trung gian phân ra làm hai. Nhìn thấy một màn này, một lão giả khác sắc mặt trắng bệch, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng khởi động, sau đó sử dụng toàn bộ lực lượng bỏ chạy, tốc độ kia cực nhanh, qua trong giây lát đã biến mất khỏi linh giới. Nếu như hắn quay đầu lại nhìn sẽ phát hiện, lúc này Dương Diệp đã té xuống. Lực lượng tiêu hao, huyền khí tiêu hao. Sau khi thi triển hai lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, lực lượng thân thế cùng huyền khí của Dương Diệp đã tiêu hao nghiêm trọng. Toàn thân, vô lực, trong cơ thể tràn đầy cảm giác trống rỗng, đó là huyền khí bị tiêu hao sạch. Thời điểm Dương Diệp ngã xuống, Tiêu Biệt Ly cùng Hiểu Vũ Tịch xuất hiện ở bên cạnh, Hiểu Vũ Tịch vội vàng ôm lấy Dương Diệp, nàng không nói gì, chỉ là tay ôm lấy Dương Diệp đang run rẩy. Nàng đã từng thấy Dương Diệp thi triển qua kiếm kỹ này, khi đó Dương Diệp bị cắn trả. Bộ dáng là cực thảm đấy. Bất quá hiện tại hoàn hảo, Dương Diệp chỉ là tiêu hao lực lượng cùng huyền khí, tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu, bản thân lại không có chuyện gì. Ngươi không sao chớ? Một bên, Tiêu Biệt Ly vội hỏi. Lúc này Dương Diệp có thể nói là hy vọng của toàn bộ Bạch Lộc Thư Viện, nếu hắn xảy ra chuyện, như vậy tất cả mọi người của Bạch Lộc Thư Viện căn bản chỉ cần chờ chết. Dương Diệp lắc đầu. Kỳ thật. Lúc trước hắn cũng do dự có nên lại giết một bán thần hay không. Vốn đang có chút do dự, nhưng nhìn thấy hai người lựa chọn không đánh mà chạy, hắn quyết đoán lựa chọn giết. Tuy hắn biết rõ cái này có chút mạo hiểm, nhưng hắn không chút do dự lựa chọn giết. Thực lực của liên minh thủ hộ giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn không biết, nhưng cường giả bán thần, trong liên minh thủ hộ giả tuyệt đối sẽ không nhiều. Giết một vị bán thần, đối phương liền ít đi một vị bán thần. Ngày sau chính thức tới chống lại, áp lực sẽ thiếu một phần. Bất quá hắn cũng biết, rất mạo hiểm, bởi vì hắn chỉ có thể thi triển hai lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, nếu như tên bán thần cuối cùng kia không chọn trốn, mà lựa chọn tử chiến, vậy phiền phức có thể to lắm. Nhưng hắn đánh bạc, lúc hắn xuất thủ, là đánh bạc bán thần kia không dám chiến. Trước kia hắn một kiếm giết một vị bán thần, hắn đã tan rã tâm lý phòng ngự của hai lão giả còn lại. Làm cho đối phương sinh ra ý niệm Dương Diệp hắn không phải bán thần có thể đối phó. Bởi vậy, hai người lựa chọn trốn, mà một kiếm cuối cùng đánh chết lão giả khác, lão giả còn lại tâm lý đã hoàn toàn bị hắn tan rã. Khi đó lão giả kia, đừng nói chiến, chỉ sợ hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hắn không có cực sai, lão giả kia xác thực nghĩ cũng không dám nghĩ liền trực tiếp chạy thoát. Lại giết hai gã bán thần của liên minh thủ hộ giả. Nhìn không chung, hai mắt Dương Diệp nhíu lại.
lần sau tới, nên thần giả a. Trong phòng, Dương Diệp nằm ở trên giường, trong phòng khắp nơi đều là tiên tinh thạch thiêu đốt, vô số linh khí điên cuồng lao tới Dương Diệp. Lúc này thân thể Dương Diệp giống như đại địa hạn hán đã lâu gặp cam lộ, sau khi linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng bị thân thể hắn hấp thu không còn. Theo linh khí không ngừng lao vào, thân thể Dương Diệp dần dần khôi phục bình thường. Ở bên cạnh Dương Diệp là Hiểu Vũ Tịch, Hiểu Vũ Tịch không nói gì, nàng ngồi bên giường chăm chú nhìn Dương Diệp. Thời gian từng chút đi qua, đến ngày hôm sau, sắc mặt Dương Diệp đã khôi phục bình thường, không chỉ sắc mặt, thân thể cũng triệt để khôi phục bình thường. Năng lực chữa trị của Hồng Mông Tử Khí, cường đại trước sau như một. Dương Diệp chậm rãi mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hiểu Vũ Tịch, hắn biết rõ, Hiểu Vũ Tịch một mực thủ ở chỗ này. Tỉnh rồi. Hiểu Vũ Tịch nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thò tay bắt được bàn tay như ngọc trắng của Hiểu Vũ Tịch nói. Lần sau đừng quá lo lắng, mệnh ta rất lớn. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu nói. Vâng, ngươi rất không thích nói chuyện. Dương Diệp cười nói. Ngươi không vui sao? Hiểu Vũ Tịch nói. Nếu như không thích, vậy sau này ta nhiều lời một chút là được. Dương Diệp lắc đầu nói. Chỉ cần là ngươi, ta đều ưa thích. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, lại trầm mặc. Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch nửa ngày, sau đó nói khẽ. Vũ Tịch, chúng ta sinh đứa bé đi. Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch hơi đỏ lên, nàng tự nhiên biết muốn sinh con thì phải làm gì. Dương Diệp cũng không nói nhảm, lập tức bế Hiểu Vũ Tịch lên, cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý bao phủ cả gian phòng. Ân. Khi trường thương đi vào nơi âm u ẩm ướt, trong phòng, vang lên từng tiếng rên nhẹ. Khi thì nhẹ, khi thì nặng, giống như một nhạc khúc mỹ diệu êm tai. Dương Diệp nhẹ gật đầu, trước kia hắn vì sợ linh giới xảy ra chuyện, bởi vậy hắn tới linh giới trước một bước. Mà người kiếm minh thì ở phía sau hắn, bất quá một ngày trước, người kiếm minh đã đến bên ngoài linh giới, nhưng Dương Diệp không để cho bọn hắn xuống, hơn nữa bảo bọn hắn ẩn giấu đi. Bản thân Hư Vân Hạm cũng có công năng tàng hình, bởi vậy lúc bọn hắn đi tới Thiên Hà Tinh Vực, cũng không kinh động liên minh thủ hộ giả ở Thiên Hà Đại Lục. Về phần tại sao làm như vậy, tự nhiên là vì đánh liên minh thủ hộ giả trở tay không kịp. Bất quá hiện tại, hắn tạm thời quyết định không khai chiến với liên minh thủ hộ giả, mà trước tiên mang người đi. Có người nói Bạch Lộc Thư Viện và Thanh Châu đối với Dương Diệp hắn mà nói là vướng víu, bởi vì nếu như không có những người này, dùng thực lực của Dương Diệp, hoàn toàn không cần băn khoăn liên minh thủ hộ giả. Nhưng Dương Diệp không cho rằng như vậy. Phải biết, lúc trước hắn còn rất yếu, Cổ Kiếm Trai, Vân Hải Thư Viện, Bạch Lộc Thư Viện. Cũng không coi hắn là vướng víu. Đặc biệt là Cổ Kiếm Trai cùng Bạch Lộc Thư Viện, lúc trước Cổ Kiếm Trai vì hắn, ngay cả Kiếm Vô Trần cũng hy sinh, còn có Bạch Lộc Thư Viện càng vì hắn rơi vào tình trạng hôm nay. Hiện tại thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, nếu như hiện tại hắn coi Cổ Kiếm Trai và Bạch Lộc Thư Viện là vướng víu, vậy Dương Diệp hắn chẳng phải ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Hai ngày nay liên minh thủ hộ giả không có phải người ra, có điểm gì là lạ. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Là có chút lạ. Dương Diệp nói. Tiêu Biệt Ly đang muốn nói chuyện, lúc này, Tô Sĩ Hà đi vào trong đại điện, Tô Sĩ Hà nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía A Tiêu Biệt Ly nói. Sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người võ tông không thấy rồi. Tiêu Biệt Ly biến sắc. Bị diệt môn. Tô Sơ Dĩ Hà lắc đầu. Không, toàn bộ biến mất. Đúng rồi, ngay vừa rồi, có người đi vào thư viện, nói có người để cho hắn đến đưa một đồ vật. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một truyền âm phù xuất hiện ở trước mặt Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly nhướng mày, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn cong ngón búng ra, truyền âm phù lập tức nổ tung, cùng lúc đó, một giọng nói xuất hiện ở trong tràng. Đi mau! Thanh âm của Vũ Nguyên. Đi mau! Dương Diệp cũng nhíu mày. Vũ Nguyên đến tột cùng là có ý gì? Còn có, trước kia Minh Nữ cũng bảo hắn đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người Tiêu Biệt Ly cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng, lập tức chau mày. Lúc này, Tô Sĩ Hà lại nói. Ngoại trừ Võ Tông, còn có một vài thế lực giống như cũng không thấy. Những thế lực biến mất này, ta tra xét thoáng một phát, phát hiện bọn hắn đều không tầm thường. Có thể giống như Võ Tông các ngươi nói, là đến từ thế giới khác. Linh giới khả năng sắp phát sinh chuyện gì? Lúc này, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói.
Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Truyền âm cho người Thanh Châu, lệnh bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào mau chóng chạy tới nơi này. Còn có, để cho đệ tử thư viện tùy thời chuẩn bị, chỉ cần người Thanh Châu vừa đến, chúng ta lập tức đi. Mặc kệ linh giới sắp phát sinh cái gì, chỉ cần người của hắn bỏ chạy, như vậy sự tình của linh giới cùng hắn không quan hệ. Về phần U Minh Điện căn bản không cần hắn đến quan tâm, hắn tự lo cho mình là được rồi. Ta sẽ đi xử lý. Tô Sĩ Hà nói xong, quay người rời đi. Tiêu Biệt Ly ngẩng đầu nhìn ngoài điện, trong mắt tràn đầy vẻ buồn rầu. Mưa gió nổi lên a. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này, hắn nhướng mày, sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch nói. Ta đi ra ngoài thoáng một phát. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, sau đó gật nhẹ đầu. Dương Diệp nhìn Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất ở trong đại điện. Bên ngoài đại điện, phía chân trời. Ở đối diện Dương Diệp, là Minh Nữ. Sao còn chưa đi? Manh Nữ nhíu mày hỏi. Dương Diệp nói. Người của ta còn chưa tới, ngày mai hoặc cuối ngày là có thể rút lui. Manh Nữ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Không thể buông tha cho những người kia sao? Dương Diệp lắc đầu. Vậy ngươi nhanh lên đi. Minh Nữ nói xong, muốn đi, bất quá bị Dương Diệp ngăn trở. Dương Diệp nhìn Minh Nữ. Thật sự không thể nói cho ta biết sao? Nếu quả thật không thể, ta không miễn cưỡng. Minh Nữ trầm mặc, một lát sau, nàng vẫn không có nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp nói. Ngươi không muốn nói, vậy coi như thôi. Hắn biết rõ, nếu như có thể, Minh Nữ nhất định sẽ không giấu hắn. Nhưng Minh Nữ không nói, nhất định là có nỗi khổ tâm hoặc băn khoăn gì. Mà đúng lúc này, Minh Nữ ngẩng đầu nhìn lên trời, hồi lâu, ánh mắt nàng dần dần lạnh xuống, nàng đang muốn nói chuyện. Oanh! Lúc này, không gian phía chân trời bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng, ngay sau đó, một tiếng cười to từ trong đó truyền ra. Nghe qua chư vị điện hạ của U Minh Điện mỗi người tuyệt thế vô song, tại hạ dạ tầm hoan bất tài, muốn lãnh giáo chư vị điện hạ một chút. Đương nhiên, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Dạ Tầm Hoan, xếp thứ 3 trên vũ bảng của linh giới, long bảng thứ 26. Bên cạnh Dương Diệp, Minh Nữ nhìn phía chân trời nửa ngày, sau đó nói. Những người kia bắt đầu xuất thủ. Khiêu chiến U Minh Điện. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, dám khiêu chiến U Minh Điện, đối phương không phải ngu xuẩn là rất mạnh. Mà nhìn thần sắc của Minh Nữ, Dương Diệp biết rõ. Đối phương khẳng định không phải ngu xuẩn. Hơn nữa, người vũ bảng thứ 3 sao có thể là ngu xuẩn? Vũ bảng. Vũ bảng không phải long bảng, nhưng chất lượng cũng rất cao, bất kể là Đao Quân Dạ Linh Phong hay Diệp Lang Tà, thực lực của bọn hắn đều cực kỳ tốt. Đương nhiên, hắn không phải dùng thực lực của hắn bây giờ đi cân nhắc thực lực người khác lúc trước. Lúc ấy hắn chống lại hai người này, cũng không dám nói 100% thắng. Hơn nữa, đối phương là long bảng thứ 26. 26. Đừng nhìn chỉ là 26, phải biết, long bảng không phải vũ bảng. Long bảng bao quát tất cả một đời thiên tài trẻ tuổi trong vũ trụ, có thể ở trong ước vạn người bài danh thứ 26, đây cũng không phải khủng bố có thể hình dung. Minh Nữ cũng không có xuất thủ, bởi vì đã có người lên rồi. Là thiếu nữ cưỡi heo. Là có người muốn ra tay với các ngươi. Dương Diệp nhìn Minh Nữ hỏi. Minh Nữ trầm mặc. Dương Diệp đi tới trước mặt Minh Nữ, nhìn Minh Nữ nói. Nếu như ta không đoán sai, trước ngươi không nói cho ta, hơn nữa đa để cho ta mau rời khỏi linh giới, là không muốn ta dính vào chuyện của các ngươi, đúng không? Minh Nữ nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Chúng ta gặp phải sự tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, lại càng không phải ngươi có thể tham dự, hiểu chưa? Ngươi nói như vậy, ta sẽ tổn thương. Dương Diệp nói, ta cảm thấy, thực lực của ta bây giờ đã rất tốt. Minh Nữ lắc đầu nói, ngươi căn bản không rõ cái này là chuyện gì, nghe ta một câu, mau dẫn người của ngươi ly khai linh giới, dùng thiên phú của ngươi, về sau muốn trở thành một tuyệt thế cường giả, là một sự tình rất đơn giản. Dương Diệp nhìn Minh Nữ hồi lâu, sau đó nói, Minh Nữ, ta nhớ lúc trước ta có khó khăn, ngươi cái gì cũng không nói chạy tới giúp ta. Ta cảm thấy cái này là hữu nghị. Hiện tại, ngươi gặp phiền toái, sau đó ngươi lại muốn ta đi, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sao?
Hắn cùng với rất nhiều điện hạ của U Minh Điện tiếp xúc qua nhiều lần, nhưng hắn vẫn không biết chi tiết của U Minh Điện, hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua. Cái thế lực này, là thần bí như vậy. Tuy như thế, nhưng hắn vẫn lựa chọn đứng ở bên U Minh Điện. Không có gì, vì Minh Nữ ở U Minh Điện, Manh Nữ ở U Minh Điện, hơn nữa U Minh Điện còn tương trợ hắn. Vẫn là câu nói đó, Dương Diệp hắn làm người là, người hại hắn, hắn cả đời sẽ không quên, người giúp hắn, hắn cũng sẽ không quên. Có thù báo thù, có ân báo ân. Minh Nữ nhìn Dương Diệp nói. Lần này muốn đối phó chúng ta, là người của Đại Thế Giới. Đại Thế Giới. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn tự nhiên biết Đại Thế Giới, mà Tiểu Lãnh tới từ Đại Thế Giới, ngoại trừ mà Tiểu Lãnh, Kiếm Vô Cực cũng đi qua Đại Thế Giới. Ngay cả Kiếm Vô Cực ở Đại Thế Giới cũng chỉ có thể coi là bình thường, có thể tưởng tượng, Đại Thế Giới khủng bố như thế nào. Dương Diệp không nghĩ tới, người muốn đối phó U Minh Điện dĩ nhiên là ở Đại Thế Giới. Lúc này, Minh Nữ lại nói. Hơn nữa, đây là chuyện của U Minh Điện chúng ta, để cho chúng ta đến giải quyết. Ngươi! Dương Diệp lắc đầu, cắt đứt Minh Nữ nói. Minh Nữ, ta biết ngươi là hảo ý, cũng là suy nghĩ cho ta. Nhưng ngươi biết rõ tính tình của ta, cho nên, đừng nói loại lời này nữa, được không? Minh Nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đợi tí nữa ngươi sẽ cải biến chủ ý, bởi vì cái này đã vượt qua năng lực của ngươi rồi. Có lẽ à? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Vì cái gì có người muốn đối phó các ngươi? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Minh Nữ nói xong, quay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc. Không cần phải nói, lần này U Minh Điện nhất định là gặp đại sự. Từ thần sắc và thái độ của Minh Nữ đến xem, việc này khẳng định không nhỏ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không, lúc này, ở trong hư không, thiếu nữ cưỡi heo đã cùng Dạ Tầm Hoan tử chiến. Nhìn mấy tức, Dương Diệp lắc đầu. A! À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, một nhân ảnh lao vào trong tinh không, trong chớp mắt biến mất. Chạy! Đúng là Dạ Tầm Hoan kia. Trong hư không, thiếu nữ cưỡi heo tay cầm thiết chùy ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng khinh thường. Sau đó thân hình thiếu nữ cưỡi heo lóe lên, biến mất ở trong hư không. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó về tới đại điện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Biệt Ly hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Xác thực không biết, bất quá khả năng U Minh Điện có phiền toái. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Biệt Ly nói. Các ngươi cùng người Thanh Châu phải mau chóng rút lui. Tiêu viện trưởng, làm phiền ngươi cùng Tiêu Di đi đón người Thanh Châu thoáng một phát. Chỉ có người Thanh Châu cùng Bạch Lộc Thư Viện rút lui khỏi linh giới, hắn mới không có nỗi lo về sau, bằng không thì, ở chỗ này, hắn sẽ bó tay bó chân. Kỳ thật, hắn có chút hối hận không mang hư vân hạm xuống, nếu có hư vân hạm, tốc độ tiếp người sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đáng tiếc, lúc này hư vân hạm đang bị bọn người Lâm Thiên sử dụng. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, cùng Tiêu Linh biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Tô Sĩ Hà nói. Tô trưởng lão, tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta lập tức rời linh giới. Tô Sĩ Hà nhẹ gật đầu, sau đó nói. Có chút không muốn ly khai. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Nguyện ý đi theo chúng ta thì mang đi, không muốn thì tùy bọn hắn. Ta hiểu rồi. Tô Sĩ Hà nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, đệ tử cùng trưởng lão trong đại điện đều lui xuống, chỉ còn lại Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Ngươi sẽ giúp U Minh Điện, đúng không? Hiểu Vũ Tịch hỏi. Dương Diệp nói. Kỳ thật, các nàng khả năng không cần ta giúp. U Minh Điện điện hạ, thực lực đều rất mạnh, hơn nữa còn có manh nữ, thực lực của manh nữ không phải mạnh, mà là khủng bố. Như Minh Nữ nói. Nếu như các nàng cũng không giải quyết được, vậy hắn đi kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Bất quá, hắn vẫn quyết định ở lại linh giới nhìn xem. Nếu như không phải U Minh Điện tương trợ, hắn trở về linh giới, bọn người Thanh Châu Lục Uyển Nhi cùng Ngọc Vô Song, còn có Bạch Lộc Thư Viện Hiếu Vũ Tịch cùng với đám người Tiêu Biệt Ly, chỉ sợ đã biến mất. Hiện tại U Minh Điện gặp nạn, hắn tự nhiên phải giúp. Hiểu Vũ Tịch kéo tay Dương Diệp, nói khẽ. Cẩn thận. Nàng biết U Minh Điện, phiền toái của loại thế lực này, chắc chắn sẽ không phải phiền toái nhỏ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đưa Hiểu Vũ Tịch vào tầng thứ ba của Hồng Mông Tháp. Đây là... Hiểu Vũ Tịch nhìn về phía Dương Diệp,
khó hiểu. Dương Diệp nói, về sau nếu người muốn tu luyện, thì tu luyện ở chỗ này. Tầng thứ ba Hồng Mông Tháp chính là một phòng tu luyện nghịch thiên, người tu luyện ở chỗ này, tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Đương nhiên, phòng tu luyện này hắn sẽ không đối ngoại cởi mở, bất quá Hiểu Vũ Tịch hiển nhiên không phải ngoại nhân. Hơn nữa, hiện tại linh giới không an toàn, hắn cũng không muốn để cho Hiểu Vũ Tịch tiếp tục ở bên ngoài, giữ nàng ở bên người mới là an toàn nhất. Hiểu Vũ Tịch nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tốt, nàng vốn không thích cùng người tiếp xúc, ở chỗ này tu luyện, không chỉ có thể tăng lên thực lực của mình, càng có thể thời khắc cùng Dương Diệp chung một chỗ. Sau khi vuốt ve an ủi Hiểu Vũ Tịch một lúc, Dương Diệp về tới sự thật. Ngoài điện, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chân trời, trên hư không rất bình tĩnh, một làn gió cũng không có, bình tĩnh đến không bình thường. Bình yên trước bão táp. Dương Diệp ngồi xếp bằng chờ đợi. Một ngày sau, bọn người Lục Uyển Nhi cùng Ngọc Vô Song rốt cục chạy tới Bạch Lộc Thư Viện. Ngọc Vô Song trưởng thành một ít, Lục Uyển Nhi trở nên càng thành thục. Trở lại rồi. Ngọc Vô Song tươi cười nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, Lục Uyển Nhi lại trực tiếp đi tới trước mặt, sau đó ôm lấy hắn, Lục Uyển Nhi không nói gì, chỉ ôm thật chặt. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ lưng ngọc của Lục Uyển Nhi nói. Để ngươi lo lắng. Lục Uyển Nhi buông lỏng Dương Diệp ra nói. Về sau đừng chơi mất tích nữa. Sẽ không bao giờ nữa. Dương Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt của Lục Uyển Nhi nói. Sẽ không như vậy nữa. Hắn biết rõ, mỗi lần hắn xảy ra chuyện, lo lắng nhất tự nhiên là đám người Hiểu Vũ Tịch, Lục Uyển Nhi. Loại cảm giác này, hắn có thể nhận thức, cho nên lần này, hắn quyết định mang đám người Hiểu Vũ Tịch theo bên người. Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu, sau đó thần sắc khôi phục bình thường, nghiêm mặt nói. Có phải linh giới sắp xảy ra chuyện gì hay không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua mọi người nói. Linh giới xác thực sắp phát sinh đại sự, vì an toàn, hiện tại mọi người đi theo ta. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly nói. Tiêu viện trưởng, người tổ chức thoáng một phát, người đạt tới bán đế đợi tí nữa vất vả thoáng một phát, trợ giúp mọi người ra linh giới. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu nói. Tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời tế nói. Tất cả mọi người, theo ta đi. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Ở phía sau hắn, vô số người lập tức phóng lên trời theo thật sát sau lưng Dương Diệp. Người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải ít, khoảng một vạn. Dù sao linh giới chỉ là một tiểu thế giới, hơn nữa nơi này có thiên đạo chi nhãn, ở chỗ này muốn tấn chức là cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, số lượng huyền giả đạt tới bán thánh trở lên cũng không nhiều. Rất nhanh, mọi người đã đi tới trên hư không. Sau khi đi vào hư không, rất nhiều bán thánh đã có chút ăn không tiêu. Bọn hắn thực lực yếu, áp lực trong hư không đã không phải là bọn hắn có thể chống cự. Bất quá cũng may, có đám người Tiêu Biệt Ly tương trợ, bởi vậy mọi người chỉ là tốc độ biến thành chậm chạp một ít. Đúng lúc này, phía chân trời bỗng nhiên rung động, ngay sau đó, một con mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mọi người. Thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn vừa xuất hiện. Một cổ uy áp kinh khủng đè ép về phía mọi người. Khoảng cách gần cảm thụ uy áp của thiên đạo chi nhãn, vô số huyền giả sắc mặt trắng bệch, có huyền giả thân thể càng nhìn không được run lên. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên điểm ra một chỉ. Một đạo hàn quang dùng tốc độ mọi người thấy không rõ trực tiếp oanh lên thiên đạo chi nhãn. Oanh! Thiên đạo chi nhãn ầm ầm nghiền nát. Đi! Thanh âm của Dương Diệp vang lên, tiếp tục mang theo mọi người bay đi. Rất nhanh, mọi người lại ngừng lại, bởi vì ở trên đỉnh đầu mọi người, có một tầng quang bích hơi mỏng. Thiên địa bình chướng. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay khẽ động, táng thiên xuất hiện ở trên tay hắn, táng thiên vào vỏ, sau đó mạnh mẽ nhổ ra. Một đạo kiếm khí kích xạ, trực tiếp bổ vào trên vách ánh sáng. Oanh! Bình chướng ầm ầm vỡ vụn. Muốn đi, cút trở về cho ta a. Thời điểm thiên địa bình chướng vỡ vụn. Một giọng nói từ tinh không truyền tới. Phía dưới, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, phải tay vung lên, táng thiên, kiếm vào vỏ, Dương Diệp lạnh lùng nói. Theo ta đi, ta xem hôm nay ai chống đỡ được ta. Oanh! Lúc này, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên từ trong tinh không cuốn tới đám người Dương Diệp. Uy áp rất mạnh,
phảng phất như vũ trụ sụp đổ. Mọi người đứng trên không, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, kiếm ý phóng lên trời, bao phủ uy áp. Oanh! Kiếm ý cùng uy áp kinh khủng vừa mới tiếp xúc, sau đó trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, không gian trong tinh không chấn địa kịch liệt, giống như gợn sóng, làm cho người ta sợ hãi. Đi! Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, tiếp tục phóng đi. Tất cả mọi người đuổi kịp. Đám người Dương Diệp còn chưa đi bao lâu, một tiếng hét phẫn nộ từ trong tinh không vô tận xuyên qua, ngay sau đó, một bàn tay khô gầy chui ra, sau khi chui ra không gian, bàn tay khổng lồ mang theo một cỗ uy áp ngập đi trời hung hăng chảo tới đám người Dương Diệp, muốn nổ nát đám người Dương Diệp. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ, thần sắc của đám người Tiêu Biệt Ly trắng bệch. Đừng nói đối kháng, cái tay này phát ra uy áp cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Nếu như không phải Dương Diệp ở phía trước chống đỡ, ngăn cản uy áp, bằng vào uy áp cũng có thể đánh mọi người nát bấy rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Không chung, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, con người hàn quang lập lòe, hắn cũng không có xuất kiếm, cái tay này còn không đáng để hắn xuất kiếm. Tay phải hắn tìm tòi, lập tức, kiếm ý niết bàn cảnh lan ra, bất quá rất nhanh, kiếm ý nhanh chóng co rút lại, kiếm ý đậm đặc đến cực hạn, ngay sau đó. Oanh! Kiếm ý chợt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này như vỡ đê oanh tới bàn tay khổng lồ. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, một cỗ khí lãng lăng không xuất hiện, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra, bất quá thoáng qua, một đạo kiếm quang lóe lên, những khí lãng kia bị kiếm quang cắt thành mấy trăm đạo, sau đó hóa thành hư vô ở trên không trung. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, khóe miệng khinh thường. Như thế nào, không dám hiện thân. Đối phương không phải thần giả, mà là một bán thần, bất quá thực lực của đối phương rất mạnh, so với bán thần lúc trước thì hơn rất nhiều. Nhưng nếu như đối phương xuất hiện, hắn đồng dạng có nắm chắc một kiếm chém giết. Hiển nhiên, đối phương cũng kiêng kỵ một kiếm này của hắn, bởi vậy chỉ ẩn núp ở trong tinh không, không dám đi ra. Mà hắn cũng không dám đi tìm đối phương, không phải sợ đối phương, mà phía sau hắn có người, nếu như hắn ly khai. Vạn nhất có cường giả xuất thủ, những người này sẽ toàn quân bị diệt. Ở chỗ sâu trong tinh không, không có trả lời. Dương Diệp cười lạnh một tiếng nói. Chúng ta tiếp tục đi. Thanh âm rơi xuống, thân hình Dương Diệp khẽ động, mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Cường giả kia cũng không xuất thủ, bất quá Dương Diệp lại không có buông lỏng đề phòng, bởi vì hắn cảm giác được, đối phương không có rời đi. Ước chừng qua không sai biệt lắm nửa canh giờ. Dương Diệp mang theo mọi người hội hợp với đám người Lâm Thiên trong tinh không. Có người đuổi giết các ngươi. Trên hư vân hạm, Phần Thương Viêm hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, để cho tất cả mọi người lên hư vân hạm. Thời điểm Dương Diệp đưa tất cả mọi người lên hư vân hạm, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tinh không xa xa, không gian nơi đó bỗng nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một thủ chỉ dài đến gần ngàn trượng chui ra. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trên không mọi người. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, bước ra một bước, tay khẽ động, Táng Thiên xuất hiện, tay cầm Táng Thiên, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đập mạnh hư không, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bổ tới. Xuy! Ở trong ánh mắt của mọi người, thủ chỉ bị Dương Diệp chém thành hai nửa. Nhưng đúng lúc này, một cột sáng kim sắc đột nhiên từ trong hư không chui ra, sau đó lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Cột sáng kim sắc tốc độ cực nhanh, không phải nhanh, mà trực tiếp xuyên toa hư không. Đối phương nắm chắc thời cơ cực kỳ tốt, bởi vì Dương Diệp vừa chém nát ngón tay, cột sáng kim sắc vừa vặn đi tới trước mặt Dương Diệp, bởi vậy lúc này Dương Diệp căn bản không có thời gian né tránh, hơn nữa Dương Diệp bổ ra một kiếm càng giống như cố ý đánh lên cột sáng. Oanh! Ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp bị cột sáng oanh trúng, nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đại biến, nhưng đúng lúc này, cột sáng bỗng nhiên nghiền nát, sau đó Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ở trước mặt Dương Diệp có một tấm chắn, mà ở sau tấm chắn, Dương Diệp không có bất kỳ sự tình gì. Nhìn thấy một màn này, mọi người lập tức thở dài một hơi. Xa xa, Dương Diệp nhìn U Linh Thuẫn trước mặt, lúc này U Linh Thuẫn đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, lại tới một lần, U Linh Thuẫn sẽ triệt để hủy. Tuy U Linh Thuẫn là bảo vật hư cấp, nhưng đối diện xuất thủ là bán thần. Có thể nói, U Linh Thuẫn hoàn toàn có thể ngăn cản cường giả hư giả cảnh công kích, nhưng chống lại bán thần lại không đủ dùng. Dương Diệp thu U Linh Thuẫn vào,
sau đó xoay người nhìn về phía đám người Phần Thương Viêm. Đi, đi truyền tống trận của Thiên Hà Tinh Vực, sau đó tiến về Tinh Không Chi Thành. Phần Thương Viêm nhìn Dương Diệp một cái, lúc này nội tâm của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trước kia xuất thủ là bán thần, cường giả bán thần chính thức A, đối mặt cường giả bán thần xuất thủ, Dương Diệp nhẹ nhõm phá vỡ như thế. Hơn nữa, đối phương ngay cả dũng khí xuất hiện cùng Dương Diệp chiến một trận cũng không có. Thực lực của Dương Diệp đã cường đến loại trình độ này. Tiểu thư không nhìn lầm người. Phần Thương Viêm hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn về phía mọi người nói. Chúng ta đi. Lúc này hắn là người thực lực cao nhất trên Hư Vân Hạm, bởi vậy người kiếm minh cùng Hư Vân Hạm tạm thời do hắn quản. Ở dưới Dương Diệp hộ tống Hư Vân Hạm mang mọi người xuyên toa không gian. Lúc này đây, đối phương không có xuất thủ, một đường cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Dương Diệp lại không có thư giãn, bởi vì đối phương vẫn còn. Ước chừng qua một canh giờ, Dương Diệp mang theo mọi người đi tới truyền tống trận đi thông Tinh Không Chi Thành. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên rung động, sắc mặt mọi người biến hóa, hiển nhiên, đối phương muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, sau lưng Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, một đạo kiếm quang đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Ông! Một tiếng kiếm minh truyền đến, ngay sau đó. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng lúc đó, tinh không xa xa bỗng nhiên đen kịt, ngay cả ngôi sao cũng không thể trông thấy. Không gian hắc động. Qua không sai biệt lắm một hơi, không gian hắc động bỗng nhiên được chữa trị, khôi phục bình thường. Mà lúc này, đám người Phần Thương Viêm thấy được một đạo kiếm quang. Kiếm quang tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này sắc mặt Dương Diệp hơi trắng. Đối phương chết rồi. Phần Thương Viêm hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc trước hắn cũng rất muốn giết đối phương rồi. Nhưng cách đối phương quá xa, hắn không dám mạo hiểm, mà bây giờ, hắn cách đối phương rất gần, dù có người xuất thủ với Hư Vân Hạm, hắn cũng có thể ở trong một nhịp hít thở trở lại. Vì cái gì liên minh thủ hộ giả phái tới chỉ là bán thần, mà không có thần giả. Lúc này Tiêu Biệt Ly bỗng nhiên nói. Trong mắt Dương Diệp hiện lên nghi hoặc, đây cũng là hắn muốn biết. Đối phương biết rõ bán thần đã không cách nào đối kháng hắn, nhưng lại không phái thần giả ra, cái này có chút không hợp lý. Thần giả của bọn hắn đại bộ phận đều ở Thiên Vân Tinh Vực của chúng ta. Lúc này Phần Thương Viêm trầm giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, ở Thiên Hà Tĩnh Vực, có lẽ chỉ còn lại một vị thần giả giữ nhà. Vị thần giả này nhất định là không dám chạy loạn, bởi vì nếu như hắn không có mặt, vạn nhất những tinh vực khác bỗng nhiên phát động đánh lén với Thiên Hà Tĩnh Vực, như vậy Thiên Hà Tĩnh Vực khẳng định sẽ tổn thất thảm trọng. Thì ra là thế. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, thần giả ở Thiên Hà Tĩnh Vực đều ở Thiên Vân Tinh Vực, có thể tưởng tượng, lúc này để nữ ở Thiên Vân Tinh Vực áp lực lớn đến bao nhiêu. Phần Thương Viêm nhìn Dương Diệp. Trước kia hắn cảm thấy dù Dương Diệp đi Thiên Vân Tinh Vực cũng không có tác dụng gì, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy Dương Diệp đi có thể sẽ có chút tác dụng. Dương Diệp trầm mặc, trước đi tìm đế nữ, hay ở lại chỗ này tương trợ U Minh Điện. Hai bên đều có chút cấp bách. Nếu như ngươi tạm thời không cách nào tiến về Thiên Vân Tinh Vực, ta ngược lại có một biện pháp. Lúc này, Phần Thương Viêm đột nhiên nói. Nói. Dương Diệp nói. Phần Thương Viêm nói. Kỳ thật, Thiên Vân Tinh Vực chúng ta cũng không phải quá nguy cấp, lấy thực lực của chúng ta, kiên trì một năm là không có vấn đề. Bởi vì thần giả cảnh của chúng ta chỉ tổn thất một tên, nhưng áp lực của tiểu thư nhất định là rất lớn. Cho nên, nếu như ngươi có thể phái hai cường giả thần giả cảnh đi hỗ trợ, áp lực của nàng nhất định sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Ta không có cường giả thần giả cảnh giúp đỡ. Dương Diệp trầm giọng nói. Có thể thuê. Phần Thương Viêm nói. Thuê. Dương Diệp nhíu mày. Phần Thương Viêm nhẹ gật đầu nói. Có một tinh vực gọi Bong Binh Tinh Vực, chỗ đó chỉ có một thế lực, chỉ cần ngươi ra nổi thiên tinh thạch, có thể để bọn hắn phái cường giả thần giả cảnh tương trợ. Bất quá rất mắc, mời một vị cường giả thần giả cảnh, một ngày cần tốn hao một vạn thiên tinh thạch. Hơn nữa, nếu như đối phương gặp được nguy hiểm không thể địch, sẽ đi. Một vạn thiên tinh thạch một ngày. Dương Diệp nheo mắt, đây không phải quý bình thường a. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Vì sao Thiên Ma Tinh Vực không phái thần giả đối phó Thiên Vân Tinh Vực? Phần Thương Viêm lắc đầu nói.
Bọn hắn tự nhiên là muốn, nhưng bong binh tinh vực sẽ không giúp bọn hắn. Bởi vì thiên ma tinh vực đã từng cùng bong binh tinh vực phát sinh xung đột. Nếu như không phải chúng ta yếu hơn thiên ma tinh vực quá nhiều, nói không chừng bong binh tinh vực sẽ cùng chúng ta kết minh đối phó bọn hắn. Nhưng lúc này, chúng ta yếu hơn thiên ma tinh vực quá nhiều, căn bản không có thế lực đến giúp bọn ta. Bong binh tinh vực tự nhiên cũng sẽ không, bởi vì nếu như bọn hắn ra tay, trả giá cùng thu hoạch không có quan hệ trực tiếp. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc này thiên vân tinh vực thế yếu, có thể nói, đã là bại cục nhất định, loại tình huống này, thế lực khác tự nhiên sẽ không tương trợ thiên vân tinh vực. Thực lực của thiên ma tinh vực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp tự nhiên không có lãng phí thời gian suy nghĩ vấn đề này, với hắn mà nói, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, hắn cũng sẽ đi thiên vân tinh vực. Dương Diệp quét nhìn bốn phía, sau đó nói. Người đi tinh không chi thành tìm Lưu Vân, nói là ý của ta, để cho nàng ra 5 vạn viên tiên tinh thạch mời 5 vị thần giả đi thiên vân tinh vực. Còn có, người không cần ở lại tinh không chi thành, người mang theo tất cả đế giả cùng trên đế giả lập tức chạy về thiên vân tinh vực. Phần Thương Viêm nhẹ gật đầu, cường giả hư giả cảnh đối với thiên hà tinh vực mà nói là cực kỳ có trợ giúp. Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly nói. Tiêu viện trưởng, các ngươi đến thiên hà tinh vực, phối hợp Dạ Lưu Vân, nàng là người của ta, đáng giá tín nhiệm. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu nói. Tốt, ta sẽ phối hợp nàng, chính ngươi phải cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phần Thương Viêm. Hiện tại đi ngay. Phần Thương Viêm cũng không rong dài, muốn mang theo mọi người rời đi, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Bảo nàng đừng quá lo lắng, áp lực cũng đừng quá lớn, hiện tại có ta. Phần Thương Viêm nhìn Dương Diệp một cái, tuy hắn vẫn cảm thấy Dương Diệp có chút điên, nhưng hắn không nói, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người tiến vào truyền tống trận. Rất nhanh, ở dưới một đạo tinh quang bao phủ, đám người Phần Thương Viêm biến mất. Một lát sau, Dương Diệp đang muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, truyền tống trận bỗng nhiên rung động kịch liệt, ngay sau đó, một nam tử từ trong đó đi ra. Nam tử tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn không đến 30, mặc một bộ trường bào, hai tay thả lỏng phía sau, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Ở bên hông nam tử, treo một thanh đao dài ước chừng 3 thước. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng cùng đề phòng, bởi vì hắn nhìn không thấu cảnh giới của đối phương. Nam tử nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp nói. Thật lâu chưa có trở về, quên đường rồi. Linh giới đi như thế nào? Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó chỉ bên phải, bên kia đúng là phương hướng đi thông linh giới. Nam tử khẽ gật đầu, tay hắn có chút xoay tròn, không gian chung quanh vặn vẹo, bất quá rất nhanh những không gian kia khôi phục bình thường, chỉ thấy hắn lại nói. Dương Diệp là ở linh giới. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ngươi tìm Dương Diệp. Nam tử nhẹ gật đầu nói. Có người để cho ta tới lấy đầu của hắn, ân, thuận tiện cũng lấy đầu những nữ nhân U Minh Điện kia. Nguyên lai là như vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Dương Diệp mới vừa đi. Ân, bên kia. Nói xong, Dương Diệp chỉ bên phải. Bên kia. Nam tử nhướng mày, nhìn về phía bên phải. Mà đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên rút kiếm chém. Dương Diệp tự nhiên không biết người trước mắt là ai, lúc này hắn cũng không muốn biết người trước mắt là ai, càng không muốn biết tại sao đối phương lại muốn tới giết hắn cùng người U Minh Điện. Hắn chỉ biết, đối phương là tới giết hắn. Đối phương là tới giết hắn, vậy hắn tự nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. Một kiếm này cũng không phải Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính, lúc trước hắn đã thi triển qua một lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức. Thân thể cùng huyền khí còn không có triệt để khôi phục, tự nhiên không dám đơn giản thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm. Thuật chính thức lần thứ hai. Bởi vậy, một kiếm này chỉ dùng Táng Thiên thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Nam tử cách Dương Diệp rất gần, tăng thêm đối phương lại bị Dương Diệp nói dối. Bởi vậy thời điểm kiếm của Dương Diệp đi vào đỉnh đầu đối phương mới hồi phục tinh thần lại. Oanh! Một lưỡi đao đột nhiên từ trong cơ thể nam tử tuôn ra, Táng Thiên trong tay Dương Diệp run lên. Nhưng nam tử kia cũng bị chấn đến bay hơn 100 trượng. Ngoài 100 trượng, thần sắc nam tử âm trầm đến cực điểm, trên trán của hắn có một vết máu dài tầm 10 cm, trước kia nếu hắn chậm hơn nửa phần, đầu của hắn sẽ bị Dương Diệp một kiếm bổ ra. Kiếm ý niết bàn cảnh.
Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp không nói nhảm với đối phương, thời điểm đối phương vừa nói chuyện, chân phải HCO hắn mạnh mẽ đạp mạnh hư không, sau đó cả người mãnh liệt bắn ra, lúc cách nam tử hai trượng, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tràn vào trong cổ sao, sau đó tay phải mạnh mẽ rút kiếm chém. Đối với đối phương nhận ra hắn là kiếm ý niết bàn cảnh hắn cũng không hiếu kỳ, bởi vì vừa rồi đối phương thi triển lưỡi đao cũng là niết bàn cảnh. Thấy Dương Diệp PC không nói hai lời liền xuất thủ, trong mắt nam tử hiện lên vẻ dữ tợn, cũng không nói nhảm, phải tay nắm chặt đao bên hông mạnh mẽ bổ tới Dương Diệp. Hắn lựa chọn cứng đối cứng. Nhìn thấy nam tử cùng hắn cứng đối cứng, khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Hiện tại thân thể của hắn, đừng nói nhân loại, ngay cả vật lộn với yêu thú cũng không có vấn đề gì. Keng! Kiếm cùng đao vừa mới tiếp xúc, cả hai đồng thời run lên kịch liệt, thoáng qua một cái, nam tử kia bị chấn lui mấy trăm trượng. Dương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương, cánh sau lưng khẽ vỗ, sau đó cả người hóa thành một sợi kiếm quang bắn mạnh tới, tốc độ cực nhanh, mắt thường đã không thể nhìn. Ngoài mấy trăm trượng, nhìn thấy Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ, khóe mắt nam tử hơi nhảy, tốc độ của Dương Diệp thật sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn phản ứng cũng không chậm, phải tay nắm lấy chuôi đao, sau đó chân trái nhẹ nhẹ bước về sau, mượn nhờ không gian truyền đến lực nâng, nam tử hiện lên phương thức đinh ốc hóa thành một ánh đao bổ tới trước mặt Dương Diệp. Lưỡi đao cũng hiện lên hình đinh ốc, những nơi đi qua, không gian bị xoắn trở thành hình đinh ốc. Cứ như vậy, hai người lần nữa đụng vào nhau. Oanh! Vừa mới tiếp xúc, không gian chung quanh hai người run lên kịch liệt, sau đó dạn nứt ra, tiếp đó hai người dùng tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài. Sau khi bay ngược không sai biệt lắm trăm trượng, hai người đồng thời ngừng lại. Chỉ có điều hai người vừa dừng lại, không gian chung quanh lần nữa run lên kịch liệt. Đây là hai người tháo xuống giữ uy lực lượng của nhau. Không chung, hai người đối mặt, trong mắt đều có vẻ ngưng trọng. Dương Diệp từ vừa mới bắt đầu đã không có khinh thị nam tử trước mắt, bởi vậy xuất thủ đều là toàn lực. Mà nam tử trước mắt thực lực lợi hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là một kích vừa rồi kia, nếu như không phải thân thể hắn cường hãn, hắn nhất định sẽ bị đối phương chấn trọng thương. Đạo đao khí hình đinh ốc kia uy lực rất mạnh, trong đó ẩn chứa lực lượng vậy mà không thua nhục thể của hắn. Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Khó trách đối phương mở giá tiền cao như vậy để cho người đến giết ngươi, thực lực của ngươi không kém những yêu nghiệt của U Minh Điện kia. Ngươi! Nam tử nói đến đây, thanh âm bỗng nhiên im bặt, bởi vì xa xa Dương Diệp đã biến mất, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang xé rách không gian đâm đến. Cho tới nay, Dương Diệp không thích ở lúc chiến đấu cùng đối thủ lại nhải nói nhảm. Đây là chiến đấu, đây là cuộc chiến sinh tử. Nói nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Với hắn mà nói, không có ý nghĩa, một chút ý nghĩa cũng không có, nói nhiều như vậy, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ai còn sống, mới là sự tình có ý nghĩa. Xa xa, thấy Dương Diệp hùng hổ dọa người, thần sắc của nam tử dữ tợn lên, cũng không nói nhảm, tay phải nắm chặt chuôi đao. Sau đó mãnh liệt bổ một phát. Xuy, một đạo đao khí đinh ốc phá vỡ ra, những nơi đi qua, không gian bị xoắn nát bấy. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, không dám khinh thị đao khí đinh ốc, lập tức cắm táng thiên vào cổ sao, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém xuống. Oanh, đao khí đinh ốc bị Dương Diệp chém vỡ, tốc độ của Dương Diệp không giảm, hóa thành kiếm quang lập tức đến trước mặt nam tử kia, sau đó hắn rút kiếm chém lần nữa. Hai mắt nam tử kia nhíu lại, chân phải lui nửa bước, hai tay nắm thật chặt đao trong tay, thời điểm kiếm của Dương Diệp đi vào đỉnh đầu hắn, hắn mạnh mẽ rút đao nhảy lên. Keng! Kiếm đao vừa mới tiếp xúc, không gian chung quanh hai người run rẩy kịch liệt, mà nam tử kia thì bị Dương Diệp bổ nhanh chóng rơi xuống. Dương Diệp cũng không có thu tay, trái lại tốc độ nhanh hơn, để cho kiếm của mình dính sát đao trong tay nam tử kia. Hai người ở trong tinh không dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống. Ở dưới Dương Diệp áp bách, trường đao trong tay nam tử đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp, lúc này hắn đã bị lực lượng của Dương Diệp áp chế, căn bản rút thân không được, hơn nữa ở dưới lực lượng của Dương Diệp áp bách, đao trong tay hắn đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, không cần phải nói, đao rất nhanh sẽ bị lực lượng của Dương Diệp chấn vỡ, mà khi đao bị chấn nát, là thời điểm hắn chết. Nghĩ đến đây, trong mắt nam tử bỗng nhiên hiện lên vẻ quyết tuyệt. Chỉ thấy hắn triệt hồi lực lượng của mình, sau đó thân thể lách qua một bên. Thời điểm nam tử triệt hồi lực lượng của mình,
kiếm trong tay Dương Diệp chấn vỡ đao của nam tử, kiếm thuận thế chém xuống một cái, bất quá bởi vì nam tử triệt hồi lực lượng của mình, kiếm của Dương Diệp không có chém xuống đầu nam tử, mà theo vai trái chém xuống. Xuy, toàn bộ cánh tay trái mang theo máu tươi bay ra ngoài. Mà thời điểm cánh tay trái bay ra ngoài, tay phải của nam tử dùng trưởng hóa đao mạnh mẽ chém tới Dương Diệp. Xuy, một đạo đao khí trực tiếp chui vào bụng Dương Diệp. Thoáng qua, hai người ngừng lại, lúc này hai người đã cách xa nhau 300 trượng. Phần bụng của Dương Diệp có một vết đao, máu đang chảy, bất quá càng ngày càng ít, xa xa, toàn bộ cánh tay trái của nam tử không thấy rồi, máu đang chảy, mà hắn thì là càng chảy càng nhiều. Không chung, Dương Diệp nhìn thoáng qua bụng của mình, không thể không nói, đối với thực lực cùng quyết tuyệt của nam tử trước mắt, hắn rất tán thưởng. Đối phương ở dưới tình cảnh như vậy, có thể trong thời gian ngắn ngủi làm ra quyết định chính xác, phần tâm tính cùng phách lực này, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Không cần phải nói, trước mắt khẳng định cũng là một người thân kinh bách chiến. Không chung, yên lặng một cái chớp mắt. Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị muốn xuất thủ, tay phải của nam tử kia bỗng nhiên nắm chặt, một thanh trường đao do năng lượng biến thành xuất hiện, sau đó chân phải hắn như hoa cầy lui về sau mấy chục centimet. Sau đó tay nắm lấy trường đao chém về phía Dương Diệp. Linh hư chạm. Thanh âm rơi xuống, trường đao lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Thần sắc Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên, bởi vì bản thể của nam tử y nguyên còn ở phía xa, nam tử đi vào trước mặt hắn này, căn bản không phải bản thể, cũng không phải linh hồn thể, mà là một năng lượng thể. Đây là nam tử huyễn hóa ra năng lượng thể, tuy là năng lượng thể, nhưng uy lực trong đó lại cực kỳ cường đại. Vừa tới trước mặt Dương Diệp, trong đó phát ra lực lượng khủng bố liền chấn Dương Diệp lùi lại tầm 10 bước. Đã siêu việt đao kỹ hư cấp. Dương Diệp không dám khinh thường, cắm táng thiên vào cổ sao, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém. Oanh! Kiếm ra, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang vọng lên. Bành! Một âm thanh trầm đục vang lên, Dương Diệp bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay mình, trên thân kiếm. Huyết quang đã ảm đạm rất nhiều. Chạm. Đúng lúc này, xa xa lần nữa vang lên thanh âm của nam tử, sau đó nam tử biến ảo ánh đao đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Không chỉ như thế, ở sau lưng năng lượng thể này, còn có 6 đạo năng lượng thể khác. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, lần này hắn không có lựa chọn rút kiếm, trái lại hai mắt nhắm hờ, ngay sau đó, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, Dương Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được chi tiết của những năng lượng thể kia, sau đó táng thiên trong tay hắn nhẹ nhàng đâm một phát, chỉ một phát như vậy, một đạo năng lượng thể trước mặt hắn ầm ầm nghiền nát, sau đó kiếm thứ hai đâm ra. Trong tràng xuất hiện một màn quỷ dị, Dương Diệp mỗi đâm ra một kiếm, đối phương sẽ biến mất một đạo năng lượng thể, những năng lượng thể này ở trước mặt Dương Diệp tựu như bọt khí, đâm một phát liền nát. Không đến mấy tức, nam tử phát ra tất cả năng lượng thể toàn bộ biến mất. Một kiếm phá vạn pháp. Xa xa, sắc mặt nam tử có chút khó coi. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười, trước kia không có thi triển một kiếm phá vạn pháp, là vì đao khí của nam tử tốc độ rất nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp tìm ra sơ hở phá, nhưng tăng thêm kiếm vực, chỉ cần đối phương xuất hiện ở trong kiếm vực của hắn, là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chi tiết cùng quỹ tích. Kiếm vực tăng thêm kiếm tâm thông minh, hoàn mỹ. Trừ khi tốc độ của đối phương đạt tới kiếm hư hoặc của đám người manh nữ, bằng không thì hắn có thể đơn giản chém phá. Không nói nhảm, thân hình Dương Diệp khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt nam tử kia. Bành! Theo một tiếng trầm đục vang lên, nam tử kia bị Dương Diệp đẩy lui mấy trăm trượng, ở khóe miệng chảy ra máu tươi. Thời điểm Dương Diệp muốn tiếp tục xuất thủ, truyền tống trận xa xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Đường đường vũ bảng thứ hai Tô Đao Minh, lại bị hành hạ như vậy, thật sự là bi ai. Thanh âm rơi xuống, một nam tử hoa bào từ trong tinh không truyền tống trận đi ra không chỉ một nam tử này, còn có một nữ tử mặc váy dài màu xanh, cùng với một nam tử thấp bé, ở đằng sau ba người, còn có một tiểu nữ tử cưỡi dị thú như sói. Bốn người đều là hư giả cảnh, tăng thêm Tô Đao Minh, là năm tên hư giả cảnh. Hư giả cảnh bình thường Dương Diệp tự nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là bốn người trước mắt này là hư giả cảnh bình thường sao? Bốn người này bất luận một ai cũng cho hắn cảm giác nguy hiểm, so với Tô Đao Minh kia còn muốn nguy hiểm.
ánh mắt bốn người rơi vào trên người Dương Diệp. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau bốn người, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, kinh hãi nói. Đó là cái gì? Bốn người vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Mà lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên rút kiếm chém. Chém ra một kiếm xong, Dương Diệp quay người bỏ chạy. Dương Diệp rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình, đối diện năm người, hắn căn bản không có khả năng thẳng, trừ khi là dùng Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức, hoặc là thi triển tinh thần hộ thể thuật chính thức, kể từ đó, ngược lại có thể cùng đối phương liều mạng một phen. Nhưng Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chính thức là cực kỳ tiêu hao huyền khí, hơn nữa sau khi thi triển, hắn không chỉ huyền khí khô kiệt, thân thế cũng sẽ bị tiêu hao. Về phần tinh thần hộ thể thuật, đây là một chiêu át chủ bài, hắn không muốn bạo ở chỗ này lộ. Cho nên hắn quyết đoán lựa chọn trốn. Mất mặt không? Dương Diệp tự nhiên không sẽ cảm thấy mất mặt, lúc nào nên liều mạng, lúc nào nên rút lui, hắn phân rất rõ ràng. Hiện tại liều mạng sẽ chơi tàn mình, lại một chút ý nghĩa cũng không có. Chỉ cần hắn rút lui đến linh giới sẽ có giúp đỡ, những người này xuất hiện ở linh giới, không phải đến tìm hắn gây phiền phức là đến tìm U Minh Điện. Cho nên lúc này hắn cùng với U Minh Điện đã buộc lại với nhau. Chỉ cần hắn trở lại linh giới, người U Minh Điện tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Dương Diệp không dám khinh thường, sau khi chém ra một kiếm, liền thi triển tốc độ đến cực hạn. Hắn cũng không muốn mình bị đối phương ngăn lại, sau đó bị năm người đối phương vây công. Bất quá Dương Diệp còn không có chạy ra ngàn trượng, hắn liền ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một dị thú. Dị thú hình dạng như sói, hình thể cũng không phải rất lớn, chỉ dài không đến 2 trượng. Cao cũng không quá 1 trượng, nhưng nhìn rất tráng kiện, toàn thân tràn đầy cảm giác lực lượng. Móng vuốt của dị thú hơi dài, khoảng chừng mấy chục cm, mỗi một cái giờ đều sắc bén như lưỡi dao, chỉ nhìn xem cũng cảm thấy sắc bén. Ở trên lưng dị thú ngồi một nữ tử, niên kỷ của nữ tử thoạt nhìn cũng không lớn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cùng dị thú nàng ngồi hoàn toàn không thành quan hệ trực tiếp, ở trong tay nữ tử, nắm một cây roi dài màu đỏ thẫm. Thân sắc của Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì một người một thú này tốc độ quá nhanh. Vừa rồi hắn đã tăng tốc độ lên đến mức tận cùng, tăng thêm hắn còn có thuấn không chi dực, tốc độ của hắn cực nhanh, coi như là bán thần cũng đừng nghĩ ở trong thời gian ngắn đuổi theo hắn. Nhưng đối phương vẫn trong nháy mắt ngăn cản. Nói cách khác, tốc độ của đối phương viễn siêu hắn. Chơi loại xiếc này. Lúc này sau lưng Dương Diệp truyền đến một giọng nói. Dương Diệp quay người nhìn lại. Nói chuyện chính là nam tử hoa bào. Nam tử thoạt nhìn không lớn, dung mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, quanh người tản ra lưu quang nhàn nhạt, ở bên trái nam tử là nữ tử váy xanh, nữ tử thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, tướng mạo cực đẹp, ở trên cánh tay nàng phủ lấy một ngọc hoàn màu xanh đậm. Mà ở bên phải nam tử, là một nam tử thấp bé, dáng người rất thấp, chỉ có một nửa thành niên kia, lớn lên có chút thô cuồng, ở trên bả vai hắn khiêng một thiết chùy. Rất dài, ít nhất gấp 3 hắn. Mà ở bên cạnh nam tử thấp bé, là Tô Đao Minh gãy một cánh tay. Ngươi chính là Dương Diệp. Nam tử hoa bào lạnh nhạt nói. Có thể vững vàng ngăn chặn Tô Đao Minh, thực lực xác thực rất không tồi. Không nghĩ tới linh giới ra thiên tài giống như ngươi, lần này trở về, ngược lại là thú vị rồi. Ngươi là người linh giới. Dương Diệp trầm giọng nói. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta có chút không rõ. Hắn xác thực rất nghi hoặc, những người này đến tìm người U Minh Điện, hắn ngược lại có thể lý giải, bởi vì Minh Nữ đã từng nói qua, có người muốn đối phó các nàng. Nhưng những người này ngay cả hắn cũng nhầm vào, vậy thì có chút không bình thường rồi, dù sao hắn không phải người U Minh Điện. Mà ở trong các cửu gia của hắn, tạm thời cũng chỉ có liên minh thủ hộ giả. Mà những người này hiển nhiên không phải liên minh thủ hộ giả gọi tới. Nếu liên minh thủ hộ giả có năng lực kia, Bạch Lộc Thư Viện cùng Thanh Châu khẳng định sớm đã bị diệt. Tuy những người này cũng chỉ là hư giả cảnh, nhưng thực lực đã vượt qua một ít bán thần. Không rõ. Nam tử hoa bào cười cười, sau đó nói. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, có lẽ nghe qua đại thế giới. Không lâu trước, trên đại thế giới có người ban bố một nhiệm vụ này là, ai giết người U Minh Điện, có thể đạt được 2 giấy thông hành đi vào đại thế giới. Giấy thông hành đại thế giới, chậc chậc, ai có thể cự tuyệt? Giấy thông hành đại thế giới. Dương Diệp cau mày. Cái kia là vật gì? Người vậy mà không biết. Trong mắt nam tử hoa bào hiện lên vẻ kinh ngạc,
lập tức nói. Ở phiến vũ trụ chúng ta, đại thế giới chỉ có một, nơi đó là thiên đường của tất cả tu luyện giả, bởi vì chỗ đó không chỉ linh khí càng đầy đủ, còn có tử khí càng cao tầng, chỉ cần đi nơi này, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhanh. Bất quá đại thế giới cũng không phải tất cả mọi người có thể lên, muốn đi lên, trừ khi nắm giữ rất nhiều thế giới. Nói đến đây, nam tử hoa bào cười cười nói. Trừ đó ra, còn có một đường tắt, cái kia chính là giấy thông hành, một ít thế lực lớn của đại thế giới hàng năm sẽ cho ra một ít danh ngạch, là danh ngạch cho người ở hạ vị diện đi lên đại thế giới. Bất quá người bình thường căn bản không cách nào đạt được. Nhưng hiện tại, ở trên có người ban bố nhiệm vụ, ai có thể có giết người U Minh Điện, người có thể đạt được một tấm giấy thông hành. Thì ra là thế. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử hoa bào nói. Có phải ở trên cũng có người ban bố nhiệm vụ, chỉ cần ai giết ta, có thể đi lên. Thông minh. Nam tử hoa bào cười nói. Hơn nữa, ngươi còn cực kỳ đáng giá, bởi vì giết ngươi, có thể đạt được 5 giấy thông hành, so với giết người U Minh Điện còn cao hơn. Nói đến đây, hắn đánh giá Dương Diệp một cái nói. Thần sắc Dương Diệp dần dần lạnh xuống, ngoại trừ Ma Tiểu Lãnh, hắn ở đại thế giới căn bản không có cửu nhân. Hắn không nghĩ tới đối phương không chỉ cường hành mang đi Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, còn phải người tới giết hắn. Tiểu Bạch, Tử Nhi. Nghĩ đến cả hai, trong mắt Dương Diệp lập tức chớp động sát ý, vẫn còn như thực chất. Tuy manh nữ nói thần phong tộc không dám tổn thương các nàng, nhưng ai dám cam đoan. Hiện tại hắn hối hận là lúc trước không tiếc bất cứ giá nào chém giết Ma Tiểu Lãnh. Tốt rồi, ta không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, nam tử hoa bào nói. Giải quyết người, chúng ta còn muốn đi tìm người U Minh Điện, bằng không thì đi trễ, tên điên kia sẽ chạy đến. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn vung lên nói. Giết! Xíu, yêu yêu! Nam tử hoa bào nói xong, nữ tử cưỡi yêu thú vung roi về phía Dương Diệp, roi dài mang theo một đạo thiểm điện lập tức đi tới sau lưng Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay khẽ động, Táng Thiên xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó hắn quay người mạnh mẽ bổ một phát. Bành! Roi dài bị Dương Diệp đánh bay, nhưng Dương Diệp lại không có thừa thắng xông lên, mà thân hình lóe lên, kích bắn về xa xa. Nhưng Dương Diệp vừa bay ra trăm trượng, một cái ngọc hoàn bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước của hắn, ngay sau đó, một chùm tia sáng từ trong đó bắn ra. Trong mắt Dương Diệp hiện lên hàn mang, chân phải mạnh mẽ đập mạnh hư không, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang đâm tới cột sáng. Xuy! Chùm sáng màu xanh da trời bị Dương Diệp chém thành hai nửa, tốc độ của hắn không giảm, tiếp tục kích bắn đi. Bất quá hắn còn chưa đi ra trăm trượng, một cánh tay màu đỏ thẫm từ trong không gian chui ra, sau đó cầm thành quyền, một quyền oanh đến. Cái tay này xuất hiện quá đột ngột, bất ngờ không đề phòng, Dương Diệp chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, Táng Thiên mạnh mẽ bổ một phát. Oanh! Bàn tay run lên kịch liệt, giãn nứt ra, bất quá Dương Diệp cũng bị chấn lui tầm hơn 10 trượng. Mà lúc này, năm người đã bao vây hắn lại. Tốt một cái Dương Diệp. Nam tử hoa bào tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền. Thế giới khác không dám nói, ở linh giới chúng ta, kiếm đạo của ngươi tuyệt đối là thứ nhất. Hơn nữa, tốc độ của ngươi cũng mau đến dọa người, nếu như không phải Tiểu Khinh cùng Ma Ảnh Lang của nàng, hôm nay chúng ta khả năng giết không được ngươi, dù sao chúng ta chạy không lại ngươi. Nói xong lời cuối cùng. Trong thanh âm của nam tử hoa bào mang theo một tia trào phúng, hiển nhiên, Dương Diệp trốn để cho hắn có chút xem thường. Dương Diệp cười cười nói. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hoa Thiên Nguyên. Nam tử hoa bào lạnh nhạt nói. Ngươi khả năng chưa từng nghe qua, bất quá, ngươi khẳng định nghe qua linh giới vũ bảng thứ nhất, vũ bảng thứ nhất là ta. Vũ bảng thứ nhất. Khóe mắt Dương Diệp hơi nhảy. Hắn không nghĩ tới nam tử trước mắt này dĩ nhiên là linh giới vũ bảng thứ nhất. Lúc này, nam tử hoa bào lại nói. Đương nhiên, linh giới cái gọi là vũ bảng, dù thứ nhất cũng không có ý nghĩa gì. Người có lẽ nghe qua long bảng, ta xếp thứ 15, ba vị bên cạnh ta, đều là trước 20. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Long bảng 15, ân, giống như rất lợi hại a. Chỉ là, các ngươi năm đánh một, như vậy không tốt lắm đâu. Có phải nói, long bảng các ngươi bài danh đều dựa vào quần ẩu đánh ra không? Hoa Thiên Nguyên cười cười. Ta biết rõ ngươi muốn cùng chúng ta đơn đả độc đấu, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, không phải chúng ta sợ ngươi,
mà là thời gian của chúng ta đang gấp. Thanh âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp, sau đó một ngón tay điểm ra. Vạch, một cổ lực lượng kinh khủng từ đầu ngón tay bắn ra, trong chốc lát, không gian chung quanh Dương Diệp rạn nứt. Dương Diệp tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, kiếm nhập cổ sao, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến mấy trăm trượng. Lúc này đây, bọn người nam tử hoa bào không có nói nhảm, thân hình khẽ động, toàn bộ vọt tới. Nhưng rất nhanh, toàn bộ bọn hắn ngừng lại. Bởi vì trong tay Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm mới, sau đó Dương Diệp đâm chuôi kiếm này vào cổ sao. Nguy hiểm! Cực kỳ nguy hiểm! Đây là cảm giác lúc này của đám người nam tử hoa bào. Dương Diệp nắm chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn đám người nam tử hoa bào, nhẹ răng cười nói, đến à, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Ai tới trước, ta tới, lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Thanh âm là từ tinh không truyền tống trận truyền đến. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tinh không truyền tống trận, chỗ đó, tinh quang chớp động, rất nhanh, một nam tử mặc trường bào màu trắng từ trong đó đi ra. Giang Nguyệt Trần, nhìn thấy người này, sắc mặt đám người Hoa Thiên Nguyên trầm xuống, trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Bởi vì Giang Nguyệt Trần này ở trên long bảng bài danh thứ 13. 13. Hắn bài danh 15, đừng nhìn đối phương chỉ hơn hắn 2 cấp, nhưng ở trong đó chênh lệch lại cực lớn. Sau khi tiến vào top 15, muốn tiến một bước, cái kia là cực kỳ khó khăn. Ví dụ như hắn đứng ở 15 đã rất nhiều năm rồi. Hắn có nghĩ qua lại tiến một bước, nhưng chưa bao giờ toại nguyện. Đừng nói tiến lên 14, ngay cả vị trí của hắn có nhiều lần cũng thiếu chút nữa không bảo trụ được. Cho nên thời điểm nhìn thấy Giang Nguyệt Trần, đám người Hoa Thiên Nguyên đề phòng. Hoa Thiên Nguyên. Ánh mắt của Giang Nguyệt Trần rơi vào trên người Hoa Thiên Nguyên, sau đó khóe miệng cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi đến rất nhanh, còn mang người cùng đi, cũng được, dùng thực lực của ngươi, nếu như không gọi thêm người. Đây không phải là đi tìm cái chết sao? Hoa Thiên Nguyên lạnh nhạt nói. Ngươi cũng đến rất nhanh. Không nhanh không được à? Giang Nguyệt Trần cười nói. Hiện tại không biết bao nhiêu người chạy đến linh giới. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Hắn là Dương Diệp à? Phải. Hoa Thiên Nguyên nói. Giang Nguyệt Trần cười nói. Thứ tự đến trước và sau, các ngươi muốn giết không? Không giết mà nói. Đầu người này là của ta. Hoa Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm mặc một hồi, hắn lắc đầu nói. Ngươi muốn thì lấy đi. Nếu như không có Giang Nguyệt Trần, hắn ngược lại muốn đụng một cái, nhưng Giang Nguyệt Trần ở chỗ này, dù hắn giết Dương Diệp được, đối phương khả năng cũng sẽ mang đầu Dương Diệp đi. Hơn nữa, Dương Diệp cũng không phải một nhân vật đơn giản, Giang Nguyệt Trần này muốn giết Dương Diệp, khẳng định cũng cần phí một phen tâm tư, nếu như có thể lưỡng bại câu thương. Vậy thì càng tốt hơn. Cho nên hắn quyết định tạm thời rời khỏi, để cho Giang Nguyệt Trần cùng Dương Diệp liều. Ta liền không khách khí. Giang Nguyệt Trần cười cười nói. Ta biết rõ tính toán của ngươi, ngươi là muốn cho ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, bất quá ngươi nhất định thất vọng rồi. Bởi vì đối phó hắn, ngươi cảm thấy ta cần tốn hao khí lực quá lớn sao? Hoa Thiên Nguyên không nói gì. Giang Nguyệt Trần cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Không nghĩ tới đầu của ngươi đáng giá như vậy, 5 tấm giấy thông hành, chậc chậc, ta dùng một tấm, còn lại cầm lấy đi bán, ít cũng có thể bán mấy trăm vạn viên tiên tinh thạch a. Cho nên, ngươi đã mang đến bao nhiêu tiên tinh thạch? Dương Diệp bỗng nhiên cắt đứt Giang Nguyệt Trần nói. Hai mắt Giang Nguyệt Trần nhíu lại, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại nói. Được rồi, ta tự mình tới xem. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cầm kiếm mạnh mẽ nhổ ra. Ông! Một tiếng kiếm minh chói tai bỗng nhiên vang vọng lên, ngay sau đó, không gian trong vòng vạn dặm trực tiếp rạn nứt ra, sau đó không gian ầm ầm vỡ vụn, trong tràng biến thành một mảnh đen kịt. Hết thảy phảng phất như bất động. Không biết qua bao lâu, không gian chung quanh dần dần khôi phục. Một vạn, một vạn mốt, một vạn hai, một vạn ba. Trong tràng. Đột nhiên vang lên một giọng nói. Một bên, đám người Hoa Thiên Nguyên sửng sốt hồi lâu, sau đó nhìn về phía Giang Nguyệt Trần, lúc này, chỗ đó đã không có Giang Nguyệt Trần. Năm người lần nữa sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp đang nắm một cái nhẫn đếm.
Một vạn năm. Một lát sau, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, 2 vạn viên tiên tinh thạch. Một bên, thần sắc đám người Hoa Thiên Nguyên đã không phải là ngưng trọng, mà có chút khó coi rồi. Ở trong mắt mọi người, ngoại trừ khiếp sợ, còn có kiêng kỵ nồng đậm. Một kiếm. Dương Diệp một kiếm miểu sát Long bảng bài danh thứ 13 Giang Nguyệt Trần. Chỉ dùng một kiếm. Trong lòng đám người Hoa Thiên Nguyên đã rung động tột đỉnh. Đặc biệt là Tô Đao Minh trước kia cùng Dương Diệp giao thủ, lúc này hắn đã không phải rung động, mà là hoảng sợ. Thử nghĩ, nếu như trước kia Dương Diệp cùng hắn đại chiến sử dụng một kiếm này, vậy hiện tại hắn đoán chừng đã thần hồn câu diệt. Một kiếm này, đừng nói hắn, 10 cái hắn cũng đỡ không nổi. Xa xa, Dương Diệp thu nạp giới vào, sau đó tay phải nắm lấy kiếm đâm vào trong cổ sao, nhìn về phía đám người Hoa Thiên Nguyên. Các ngươi có ai muốn đến hay không? Đám người Hoa Thiên Nguyên không nói gì, ai dám lên? Không người nào dám, cho dù là Hoa Thiên Nguyên mạnh nhất trong 5 người cũng không dám. Nói giỡn, một kiếm kia ngay cả Giang Nguyệt Trần bài danh 13 cũng có thể miểu sát, bọn hắn làm sao chống đỡ được? Không có người đến. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Hoa Thiên Nguyên, sau đó nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.